Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 40. Ta đây chẳng lẽ là đang nằm mơ? Đoạn Hoài An năm ngón tay hơi cầm chặt, lòng bàn tay tràn ra kình khí quấn quanh. Đột nhiên, hắn chợt hướng trước người vỗ một cái, một đạo hư trưởng trực tiếp tạo thành. Một tiếng vang thật lớn, hang núi tựa như rung một chút. Một cái to lớn trưởng ấn trực tiếp tạo thành, lõm sâu ước chừng 1 mét. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được đây không phải là mộng. Đan điền lại có thể thật chữa trị. Đoạn Hoài An vậy kích động con ngươi, chợt bắn về phía Diệp Thần, môi run rẩy, Đồ Nhi, ngươi. Hắn muốn nói vô số lời nói, nhưng là giờ khắc này, nhưng không biết nói như thế nào. Tên đồ đệ này cho hắn quá hơn quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Võ đạo mạnh mẽ, hiệu lệnh hung thú, thuật luyện đan, hơn nữa cái này nghịch thiên tu bổ đan điền thủ đoạn. Ban đầu bị trộm tông tông chủ đả thương, hắn nhưng mà lật lần cổ tịch, thậm chí chạy toàn bộ Côn Lôn hư tìm kiếm giải trừ phương pháp. Nhưng là đạo tông tông chủ thủ đoạn nghịch thiên, để cho hắn chỉ có thể khổ khổ vùng vẫy. Căn bản không có phương pháp phá giải. Nhiều năm như vậy xuống, hắn đã sớm lòng như cho tàn, nhưng là giờ khắc này, Diệp Thần nhưng cho hắn tân sinh. Triệt triệt để tân sinh. Diệp Thần thấy sư phó dáng vẻ, lộ ra một đạo nụ cười. Mình làm hết thảy công phu cũng không có uổng phí. Hắn cố nhiên lạnh lùng và là máu, đi lại là sát đạo, nhưng là ai đúng hắn tốt, hắn rất rõ ràng. Nếu như ban đầu sư phụ không có ở đây Hoa Hạ Hồ Đông Tiền đem hắn cứu, có thể luân hồi mộ địa cũng không biết mở, lại càng không có hắn ngày hôm nay. Hắn bước vào Côn Lôn hư, từ phế vật biến thành có năng lực tự vệ, là Đoạn Hoài An lĩnh vào cửa. Hôm nay có năng lực, tự nhiên muốn tu bổ Đoạn Hoài An đan điền. Cái này cũng là tâm nguyện của hắn một trong. Như vậy, Diệp Thần cũng là cảm nhận được Lâm Thanh Huyền mạnh mẽ, năm đó y đạo nghiền ép võ đạo, khám gọi nhất tuyệt. Nếu như mình muốn mạnh mẽ, sửa tập Lâm Thanh Huyền cao nhất thần y thuật pháp không thể nghi ngờ là cao nhất đường tắt. Đoạn Hoài An chợt từ trong kích động tỉnh hồn lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tựa như cảm thụ cái gì. Không lâu lắm, Đoạn Hoài An mở mắt ra, trong mắt bên trong xuất hiện một màn thất lạc. Ta vốn cho là có thể khôi phục lại ban đầu xảy ra chuyện cảnh giới, bây giờ nhìn lại, trước mắt dừng lại cảnh giới chẳng qua là thần du cảnh, dẫu sao mấy chục năm không tu luyện, đan điền đối với tu vi cảm giác yếu đi quá hơn, bất quá, đây đối với ta lại nói đã thỏa mãn, chẳng qua bắt đầu lại tu luyện. Đối với ta trọng tu 20 năm, lần nữa bước vào hư vương cảnh, vậy không cần phải sợ vậy sát lục chi địa sát chủ. Diệp Thần dĩ nhiên là chú ý tới Đoạn Hoài An tu vi, đích xác là thần du cảnh, so mình còn yếu một cái cảnh giới lớn. Nếu quả thật muốn trọng tu, cái này phải tới lúc nào? Hắn vội vàng câu thông luân hồi mộ địa Lâm Thanh Huyền, hỏi, sư phụ, ta có một cái không rõ ràng, đan điền cố nhiên là chữa trị, chẳng lẽ cảnh giới cần lần nữa tu luyện? Lâm Thanh Huyền nghe được Diệp Thần nghi ngờ, hừ lạnh một tiếng, Đồ Nhi, người cũng quá xem nhẹ ta thần y thuật. Ta nếu có thể tu bổ Đoạn Hoài An đan điền, tự nhiên có thể để cho hắn khôi phục lại ban đầu đỉnh cấp tu vi. Ngươi lấy là đan đỉnh đó và dược liệu thật chỉ là trưng bày không được. Không ngại lại đi xem vậy tôn đan đỉnh. Nói xong, Lâm Thanh Huyền liền lần nữa khôi phục yên lặng. Diệp Thần công khai, một bước bước ra, đi tới đan đỉnh trên, ngay tức thì phát hiện đan đỉnh đó bên trong lại yên lặng nằm một viên màu đỏ đan dược. Đan dược bề ngoài bóng loáng, không có mùi thuốc, nhưng khắp nơi lộ ra bất phàm. Chẳng lẽ đan dược này có thể để cho sư phụ khôi phục lại trạng thái tột cùng? Diệp Thần năm ngón tay dương ra, nhẹ nhàng nắm chặt, đan dược liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn thậm chí phát hiện đan dược có một cổ nóng bỏng cảm giác, nếu như không phải là hắn sớm đã có đề phòng, phỏng đoán lòng bàn tay đều phải vì vậy phỏng. Cũng may nóng bỏng cảm giác rất nhanh liền biến mất. Đồ Nhi, nhanh lên đem đan dược này cho Đoạn Hoài An ăn vào, một khi dược liệu qua, hắn liền không cách nào trở lại trạng thái tột cùng. Bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói. Diệp Thần biết rõ chuyện nghiêm túc tính, lập tức đi tới sư phụ Đoạn Hoài An trước mặt, sư phụ, viên đan dược này nhanh lên ăn vào, hắn có thể giúp ngươi khôi phục thực lực. Đoạn Hoài An đối với Diệp Thần nói tiếng nói tự nhiên không có hoài nghi.
chợt đem đan dược nuốt vào, nháy mắt tức thì, đan điền truyền đến một cổ đặc thù cảm giác. Vô tận linh khí tựa như sanh thành, đụng ở toàn bộ đan điền bên trong. Đoạn Hoài An vội vàng vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, cũng phân phó Diệp Thần nói, đồ nhi, ta đại khái hiểu viên thuốc viên này tác dụng, ta cần bế quan mấy giờ, không thể có bất kỳ người phá hoại, liền phiền toái đồ nhi là ta hộ pháp. Được. Diệp Thần bước ra một bước, ngăn ở Đoạn Hoài An trước người, con người lạnh như băng, trực tiếp ngồi xuống. Mới vừa rồi thi triển thần y thuật, hắn hao tổn quá lớn, bất kể là thân thể vẫn là đan điền đều cơ hồ khô kiệt, thừa dịp hiện đang khôi phục mấy phần. Bên ngoài có cuồng sát hắc hổ trông nom, hẳn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, nếu như có bất ngờ, hắn sẽ ra tay cũng không muộn. Một khi sư phụ khôi phục lại ban đầu đỉnh cấp cảnh, bất kể là sát chủ vẫn là những người khác, còn muốn động bọn họ liền không đơn giản như vậy. Ngay tại lúc này, hang núi ra, cách đó không xa. Một cái trống gậy bà cụ và một cô gái đột nhiên xuất hiện. Bà cụ mặt đầy nếp nhăn, thân mặc áo vải, nhìn như rất là giản dị, nhưng là trong mắt ánh sáng lại không có một tia cụ già cảm giác, ngược lại có một tia không nên có lạnh như băng và máu lạnh. Mà thiếu nữ càng là đặc biệt, một đầu sợi đay sắc tóc buộc thành đuôi ngựa, trên đầu mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Mặc dù mũ lưỡi chai đè rất thấp, nhưng là có thể để cho người cảm giác được nàng vậy ngũ quan xinh xắn. Thân dưới mặc trước một bộ thư thích màu đen đồ thể thao, màu đen đồ thể thao đem nàng vóc người làm nổi lên đi ra. Giữa eo treo một khối ngọc bội trên, có khắc ba chữ to. Thanh Loan Tông. Thiếu nữ đem mũ lưỡi chai khẽ nâng lên, lộ ra một cặp mắt mâu. Trong mắt rất là cao ngạo, càng là có một tia nhàn nhạt khinh thường, tựa như hết thảy cũng không vào được nàng pháp nhãn. Sư phụ, vậy màu xanh trùm tia sáng đã biến mất, nhìn dáng dấp hẳn liền ở phụ cận đây khu vực. Hoa bà gật đầu một cái, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, Nhược Hoan, vậy màu xanh trùm tia sáng lai lịch bất phàm, nơi đây nhất định là có bí mật, bất kỳ có thể tồn tại, chúng ta cũng không thể bỏ qua, nói không chừng có thần vật dáng thế vậy nói không chừng. Còn nữa, nhất định phải cẩn thận chung quanh, cột sáng kia như vậy rõ ràng, vô cùng có thể vùng lân cận đã có người dẫn đầu đến. Hoa Nhược Hoan gật đầu một cái, sư phụ, có người ta ở đây, dù là có người nhanh chân giành trước, chúng ta chẳng qua cưỡng ép đoạt lấy vật này. Lấy sư phó thực lực, đủ để nghiền ép phạm vi này trăm dặm cường giả. Dù là vậy sát lục chi địa sát chủ hạ xuống thì như thế nào? Thanh Loan Tông mấy chữ này giá trị đủ để cho rất nhiều hơn không biết sống chết người cảm thấy sợ hãi. Hoa bà nhìn một cái Hoa Nhược Hoan, nhắc nhở, Nhược Hoan, chúng ta lần này từ Thanh Loan Tông đi ra cũng không phải là gây chuyện tới. Ngươi đừng quên, qua mấy ngày ngươi nhưng là phải tham gia vậy Côn Lôn Hư Thiên Tài cuộc chiến. Lần này, nghe nói Kỳ Tư Thanh có thể không tham gia, đây là chúng ta nhất cơ hội tốt. Ngươi nếu như bắt lại trước ba, không chỉ sẽ có được cơ duyên, càng có thể thành là Thanh Loan Tông lực lượng lớn đào tạo đối tượng. Đến lúc đó ngươi tu vi thì biết chưa từng có từ trước đến nay, cho nên ở sự kiện kia bắt đầu trước, ngươi không thể có bất kỳ sơ thất nào, cẩn thận thì tốt hơn. Hoa Nhược Hoan đối với sư phó rẻ đặt có chút khó chịu, nhưng vẫn là nói, sư phụ, vậy Kỳ Tư Thanh nếu quả thật không tham gia, vậy ta liều mạng, trước ba có thể thật có hy vọng. Đúng rồi, nàng như thực lực này, làm sao lần này đột nhiên không tham gia? Uổng công cơ duyên không muốn. Hoa bà cầm cây nạng tay siết chặt chặt, giải thích ta cũng chỉ là nghe nói một ít tin đồn, vậy Kỳ Tư Thanh làm người cao ngạo, mỗi một lần cũng ổn định thứ nhất, hẳn là chán ghét, hơn nữa, những cái kia người sau lưng tựa hồ dự định để cho nàng thành là lần này thiên tài trận chiến một trong trọng tài. Một cái vốn nên là tuyển thủ tuổi tác nhưng thành trọng tài, sợ rằng Côn Lôn Hư vậy chỉ có Kỳ Tư Thanh đi, Kỳ gia thật là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Lại sinh ra một cái như này thiên chi kiều nữ. Hoa Nhược Hoan trong mắt bên trong có chút thất lạc, nàng trong lòng giống vậy cao ngạo, nhưng là đối mặt Kỳ Tư Thanh như vậy tồn tại, nàng cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Chênh lệch quá rõ ràng. Nàng không muốn ở cái đề tài này lên hơn dừng lại, nhìn về phía một phương hướng, nhanh chóng đi, sư phụ, nơi đó thật giống như có người. Mà giờ khắc này cửa hang núi, Ôn Thi Thi và Ôn Đình Đình hai tỷ muội đang nóng nảy quanh quẩn. Các nàng tự nhiên biết bên trong dị tượng, cũng biết Diệp Thần và ông cụ kia đang ở bên trong tu luyện.
không thể bị người bất kỳ quấy rầy. Mấu chốt cái này dị tượng động tính quá lớn, mặc dù biến mất vậy mau, nhưng là nếu như có người tỉ mỉ lưu ý vẫn sẽ tìm tới nơi này. Ôn Thi Thi nhìn một cái cửa hang, đối với Ôn Đình Đình nói, tỉ tỉ, người nói Diệp đại ca ở bên trong kết quả đang làm gì? Tại sao vậy xanh lơ trụ xuất hiện nháy mắt, ta trong lòng sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Ôn Đình Đình lắc đầu một cái, phụ thân nói qua, cái này Diệp tiên sinh không phải người bình thường, không thể dùng lẽ thường tới xem. Bất quá có một chút có thể xác định, chúng ta đi theo Diệp tiên sinh, tuyệt đối trăm lợi mà không một hại. Đáng tiếc buổi tối kia, Diệp tiên sinh không thể là chúng ta sở động, nếu như có thể cùng Diệp tiên sinh phát sinh vui vẻ cá nước chuyện, chúng ta vậy coi là có chút nơi quy tụ. Đây là phụ thân trước khi rời đi giao phó. Nghe được câu này, Ôn Thi Thi gương mặt ửng đỏ, nàng lại nghĩ đến đêm hôm đó tỉ tỉ ngủ sau đó, nàng và Diệp thần phát sinh một ít chuyện tình. Chỉ thiếu chút nữa, nàng và Diệp thần có lẽ là có thể hoàn toàn đốt lửa kiêm mưu. Tỉ tỉ, nếu như phụ thân thật tìm được chúng ta, có phải hay không ý nghĩa ta hai người chúng ta muốn cùng Diệp tiên sinh chia lìa? Ôn Đình Đình thở dài một tiếng, vỗ một cái em gái bả vai, tỉ muội đồng tâm, nàng so người bất kỳ cũng rõ ràng cô em gái này. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp thần xuất hiện liền khiêu động em gái tâm hồn thiếu nữ. Chỉ tiếc, Diệp thần không phải người bình thường, sau này thành thì không phải là các nàng có thể tưởng tượng. Muội muội cuối cùng sẽ cùng Diệp thần càng ngày càng xa. Em gái đơn thuần lại là không ngăn cản được Diệp thần bước chân tiến tới. Thi Thi, có ít thứ xem duyên phận, không thể cưỡng cầu. Diệp tiên sinh không thuộc về sát lục chi địa, hắn khắp cả Côn Lôn hư. Mà ta hai người chúng ta có thể không xứng với Diệp tiên sinh, đây là không tranh sự thật. Ôn Thi Thi nghe được câu này, trong mắt trống rỗng liền mấy phần, sau đó nghiêm túc gật đầu, tỉ tỉ, ta rõ ràng. Ngay tại hai tỉ muội lẫn nhau an ủi đang lúc, một người già một trẻ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Chính là Hoa bà và Hoa Nhược Hoan. Hoa Nhược Hoan hất cằm, trong mắt nhìn lướt qua tỉ muội Hoa trên người Thu Vi, hừ lạnh một tiếng. Hai người này thực lực chính là nhập thánh cảnh, quá mức không chịu nổi. Cũng không biết làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này hung thú chi địa. Nàng một bước bước ra, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, hai người các ngươi tại sao phải ở chỗ này, có từng chú ý tới chung quanh có một đạo thanh quang xông thẳng tới chân trời. Ôn Thi Thi và Ôn Đình Đình thấy trước mặt hai người, trong lòng lộp bộp một chút, nàng có thể cảm giác được cái này hai người thực lực đáng sợ. Xa ở các nàng trên. Mấu chốt giờ phút quan trọng này, hai người xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không đơn giản. Ôn Đình Đình nhất là thanh tỉnh, dư quang nhìn lướt qua cửa hang, bởi vì cỏ dại và cành lá ngăn trở, người bình thường không lưu ý tuyệt đối sẽ không phát hiện. Nàng nhìn về phía trước mặt hai người, lắc đầu một cái, ta và muội muội ta chỉ bất quá đi qua nơi đây, hơi làm nghỉ ngơi mà thôi, còn như mới vừa rồi vậy đạo màu xanh trùm tia sáng. Quả thật thấy được qua, thật giống như ở phía bắc. Lời nói rơi xuống, Hoa Nhược Hoan hừ lạnh một tiếng, thân thể đung đưa, đi thẳng tới Ôn Đình Đình trước mặt, bóp tay thanh tú đánh ra. Không có dấu hiệu nào, một cái tát trực tiếp vỗ vào Ôn Đình Đình trên mặt. Ôn Đình Đình mặt ngay tức thì xuất hiện một đạo màu đỏ trưởng ấn, khóe miệng lại là tràn ra một đạo máu tươi, thân thể cũng là lui về phía sau mấy chục bước. Tỉ tỉ. Ôn Thi Thi vội vàng đỡ tỉ tỉ, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Nhược Hoan. Nàng mới vừa rút ra kiếm lạnh lẽo, lại bị Ôn Đình Đình đè xuống. Một cái ánh mắt tỏ ý. Rất hiển nhiên, Ôn Đình Đình để cho nàng không nên ra tay. Bởi vì một khi ra tay, chính là chết. Nàng bụng mặt, có chút tức giận, chỉ có thể hô, ngươi vì sao động thủ đánh ta. Chúng ta không thù không oán. Hoa Nhược Hoan trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua tỉ muội Hoa, lạnh lùng nói, chính là con kiến hôi, thật lấy là ta Hoa Nhược Hoan là người ngu không được, chúng ta mới từ phía bắc tới, ngươi lại cho chúng ta chỉ cái phương hướng này, chẳng lẽ không phải đánh. Ngươi hẳn vui mừng ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, nếu không ta cũng không phải là một cái tát đơn giản như vậy, ta sẽ trực tiếp bẻ gãy ngươi cái này con kiến hôi đầu lâu. Ở Hoa Nhược Hoan xem ra. Giết cái này hai phụ nữ lại coi là cái gì? Như vậy hèn mọn, vốn cũng không nên sống trên đời. Ôn Đình Đình trên mặt ảm đạm, nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai người lại một mắt khám phá nàng lời nói dối,
nàng chỉ có thể cắn răng nói, đại nhân, chúng ta thật không biết cái gì đó màu xanh trùm tia sáng, mới vừa rồi chỉ bất quá sợ các ngươi tổn thương chúng ta, mới có thể như vậy. Ngươi cũng có thể nhìn ra ta hai người chúng ta tu vi, làm sao dám lừa dối đại nhân. Hoa Nhược Hoan đem mũ lưỡi chai kéo thấp mấy phần, hai tay ôm ngực, hai cái phế vật, ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm, ta hỏi lần nữa, màu xanh trùm tia sáng ở nơi nào. Nếu như không nói, ta định để cho các ngươi hối hận đi tới cái thế giới này. Lạnh như băng uy hiếp lúc này vang lên. Ngay tại lúc này, Hoa Nhược Hoan sau lưng Hoa bà phát giác cái gì, con ngươi híp lại, Nhược Hoan, bên kia thật giống như có cái cửa hang, không ngại đi xem. Tuyệt đối có cổ quái. Hoa Nhược Hoan theo Hoa bà tầm mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện một cái cửa hang, vừa định bước vào, Ôn Đình Đình và Ôn Thi Thi liền sử dụng hai thanh trường kiếm. Ngăn ở cửa hang. Hai người nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt có một tia kiên quyết. Diệp tiên sinh trợ giúp chúng ta như thế nhiều lần, bỏ mặc trả giá cao gì, chúng ta cũng phải kéo cái này hai người. Hoa Nhược Hoan nhìn tỉ muội hoa lại có thể ngăn ở mình trước người, cười lạnh một tiếng, không biết sống chết phế vật, chỉ bằng các ngươi rác dưới tu vi, còn dám ngăn ở ta Hoa Nhược Hoan trước mặt. Chết! Một giây kế tiếp, Hoa Nhược Hoan thân như sấm, lơ lửng không chừng. Chung quanh gió lớn cuốn lên, để cho người không phân rõ bóng người. Ôn Đình Đình còn chưa kịp phản ứng, Hoa Nhược Hoan chính là đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Đụng! Hoa Nhược Hoan tay thanh tú bấu vào Ôn Đình Đình kiếm trong tay. Rắc rắc, một tiếng, kiếm trực tiếp gãy lìa. Đồng thời một cổ mạnh đại kinh khí chấn động đi. Ôn Đình Đình tại chỗ bị chấn động bay ra ngoài, nặng nề đập cửa hang. Nháy mắt tức thì, Hoa Nhược Hoan lại tới đến Ôn Thi Thi trước mặt, ánh mắt khinh thường đảo qua, bước chân đạp một cái, Ôn Thi Thi kiếm trong tay vậy đánh bay ra ngoài. Người sau lại là cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều bị đánh vào. Nếu các ngươi tỉ muội không biết sống chết ngăn trở, vậy các ngươi mệnh, ta Hoa Nhược Hoan thu. Dứt lời, tay nàng chỉ dương ra, vậy Ôn Thi Thi bay ra ngoài kiếm càng là xuất hiện ở bàn tay của nàng. Đồng thời, một kiếm hướng Ôn Thi Thi cổ đâm tới. Ôn Đình Đình thấy một màn này, muốn xông tới, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một đạo to lớn bóng đen trực tiếp từ cửa hang vọt ra. Đi đôi với một đạo kinh thiên hổ gầm. Lại là hướng Hoa Nhược Hoan nhào tới. Hoa Nhược Hoan cũng là nhận ra được nguy hiểm, vội vàng thân thể một chuyển, trường kiếm hướng bóng đen đâm tới. Đụng! Như bàn thạch giống vậy hổ trưởng cùng trường kiếm va chạm. Trường kiếm rất miễn cưỡng bị vỗ thành bụi phấn. Không chỉ như vậy, một cổ hung hãn lực lượng lại là hướng Hoa Nhược Hoan chiếm đoạt đi. Hoa Nhược Hoan thân thể không ngừng lui về phía sau, ước chừng 10 bước mới đứng vững thân hình. Nàng hướng Ôn Thi Thi phương hướng nhìn, ngay tức thì phát hiện một đầu màu đen cự hổ chắn Ôn Thi Thi trước người. Cự hổ trên mình lại là tràn đầy cuồng bạo sát khí. Ánh mắt cực kỳ lạnh như băng. Chính là Diệp Thần cuồng sát Hắc Hổ Vua. Hắc Hổ Chi Vương khá cái linh trí, tự nhiên biết cái này hai tỷ muội và chủ nhân Diệp Thần quan hệ. Nó tự nhiên không thể để cho các nàng bị thương. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Nhược Hoan và Hoa bà, lần nữa một tiếng hổ gầm. Rừng cây chỗ sâu ngay tức thì truyền tới thanh âm huyên náo. Không lâu lắm, mười mấy đầu cuồng sát Hắc Hổ trực tiếp đem hai người bao vây. Dữ tợn lại là máu, lại là phát ra giống giận trầm thấp. Máu tanh răng nanh lộ ra. Sư phụ, những xúc sinh này làm sao biết bảo vệ cái này hai cô gái. Hơn nữa đầu kia cửa động hổ đen, hơi thở rất mạnh, không thua một ít người tu luyện. Hoa Nhược Hoan nghiêm túc nói. Nàng lần đầu tiên bước vào nơi này, tự nhiên không biết cuồng sát Hắc Hổ lai lịch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoa bà nhìn lướt qua chung quanh, nhàn nhạt nói ta xem không phải những xúc sinh này đang bảo vệ vậy hai cô gái, mà là những xúc sinh này muốn coi giữ cửa động bí mật, đã như vậy, chúng ta càng muốn đi vào. Dù là trùm tia sáng không ở nơi đó, vậy không sao cả, nếu như thu hoạch chí bảo, chúng ta chuyến này cũng không coi là tới uổng. Đi! Một giây kế tiếp, một người già một trẻ liền hướng cửa hang đi. Đối với những cái kia giữ tợn cuồng sát Hắc Hổ tựa như hoàn toàn không quan tâm. Hắc Hổ Chi Vương gặp đám người này khiêu khích, chân trước trưởng hung hãn đạp trên mặt đất.
Ngay tức thì, nhóm hổ hướng hai người đi. Miệng to như chậu máu, đủ để cắn đứt người bất kỳ đầu lâu. Hoa bà nhìn những thứ này cuồng sát hắc hổ, hừ lạnh một tiếng, một đám súc sinh mà thôi, thật lấy là có thể xoay mình làm chủ nhân. Nếu tự tìm cái chết, ta là được toàn các ngươi. Dứt lời, tay nàng ở giữa cây nặng chợt đập xuống mặt đất. Mặt đất ngay tức thì như mạng nhện vậy chia năm xẻ bảy. Một cổ cực kỳ kinh khủng đợt khí lăn lộn, lấy ông già vị trí làm tâm điểm, dạo dực chạy đi. Một tầng lại một tầng. Làm chạm được những cái kia cuồng sát hắc hổ, toàn bộ hóa là xương máu. Có thể gặp phong bà thực lực có kinh khủng dường nào. Hoa Nhược Hoan lộ ra một nụ cười, vẫn là sư phụ thủ đoạn thông thiên, không người có thể địch. Lời còn chưa nói hết, một đạo khổng lồ bóng dáng trực tiếp nhào tới. Chính là hắc hổ chi vương. Đồng loại mình bị vô tình chém chết, hắc hổ chi vương tự nhiên tức giận, mang kinh thiên nộ hống, trực tiếp hướng hai người nhào tới. Sức lực phong chi hạ, cường thế đến mức tận cùng. Hổ trưởng dưới lộ ra móng vuốt sắc bén, tựa như dao nhọn, có thể xé rách hết thảy. Sư phụ, súc sinh này giao cho ta. Hoa Nhược Hoan vừa nghĩ tới mới vừa rồi mình bị đánh lui, giận không kềm được, trong tay sử dụng một cái linh kiếm. Hơi thở nhảy lên tới trình độ cao nhất. Đi đôi với khẽ rên chi tiếng vang lên, nàng linh kiếm ở tia sáng khúc xạ hạ, nhiếp tâm hồn người. Chính là súc sinh, còn dám ngăn cản ta Thanh Loan tông đường, ta Hoa Nhược Hoan tự mình đưa ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống, Hoa Nhược Hoan cổ tay run một cái, linh kiếm từ trên xuống dưới, ngang trời chém xuống. Một đạo ánh sáng phá vỡ trước mặt không khí, như ngân hà giáng thế, khí thế kinh người. Lại là mang lạnh như băng kiếm ý hướng Hắc Hổ Chi Vương chiếm đoạt đi. Hắc Hổ Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đón kiếm ý đi. Ngay tức thì, nó bàn tay lộ ra từng đạo máu tươi. Nó lựa chọn rất miễn cưỡng chống được một kiếm, đồng thời, răng nanh hướng Hoa Nhược Hoan táp tới. Hoa Nhược Hoan căn bản không nghĩ tới súc sinh này lại không sợ chết, nàng hiển nhiên đánh giá thấp súc sinh này thực lực. Mắt xem răng nanh liền muốn xuyên thấu tới, hoa bà chắn trước người của nàng, trong tay cây nặng chợt đâm tới. Dễ như bỡn lực bùng nổ, Hắc Hổ Chi Vương tự nhiên không địch lại cường giả loại này nhất kích. Thân thể bay ra ngoài. Hoa Nhược Hoan thấy vậy, biết rõ đây là nhất cơ hội tốt, con người lạnh lẽo, một bước bước ra, linh kiếm trực tiếp hướng Hắc Hổ Chi Vương thân thể đi. Ánh sáng, ngay tức thì che trời xây. Kiếm ảnh chia làm hai, hai phân là bốn, đảo mắt bây giờ, chính là ùn ùn kéo đến. Ánh sáng khúc xạ dưới, rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh, giống như mưa như thác đổ chiếu nghiêng xuống. Càng như cự thú chiếm đoạt hết thảy. Vô số kiếm ảnh bên trong, có một kiếm, tại chỗ đâm vào Hắc Hổ Chi Vương thân thể. Nháy mắt tức thì, tiên máu bắn ra. Cũng may Hắc Hổ Chi Vương máu thịt mạnh mẽ, tránh ra chỗ hiểm. Cho dù như vậy, cũng là bỏ ra giá cực lớn. Hoa Nhược Hoan gặp súc sinh này lại còn sống, sát y phóng thích, kiếm gió cuộn sạch, kiếm ảnh đầy trời, để cho người nhìn hoa cả mắt. Thanh Loan tông chí cường một kiếm trực tiếp sử dụng, kiếm ý hóa là trăm trượng, hung hãn hướng Hắc Hổ Chi Vương đầu lâu chém tới. Một kiếm này như núi lửa bùng nổ, nàng thậm chí đã thấy trước mặt súc sinh đều là thú huyết. Đinh, một tiếng, một chuôi kiếm lạnh lẽo đột nhiên từ trong sơn động bắn ra. Và Hoa Nhược Hoan kiếm đụng vào nhau. Đi đôi với một hồi thanh âm bén nhọn, ánh sáng phun ra, hai đạo đợt khí bỗng nhiên va chạm, giống như núi lửa phun ra, đôi đôi tan vỡ. Hoa Nhược Hoan kiêu ngạo mười phần con ngươi bên trong xuất hiện vẻ kinh ngạc, thân thể lui về phía sau năm sáu bước. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cửa động phương hướng, rất nhanh liền thấy một người mặc đồ dạo phố thanh niên đi ra. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhưng là cặp mắt kia nhưng lộ ra một tia sâu không thấy đáy rùng mình. Hắn từng bước đến gần. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần vốn không muốn nhúng tay, dẫu sao hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục trạng thái, nhưng là cảm nhận được Hắc Hổ Chi Vương và Ôn gia tỉ muội gặp nguy hiểm lúc, vẫn là dứt khoát ra tay. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, nhìn về phía Ôn gia tỉ muội, hỏi các ngươi có đáng ngại hay không? Ôn Đình Đình và Ôn Thi Thi liền vội vàng lắc đầu, Diệp tiên sinh, chúng ta không có sao, chỉ bất quá hơi thở có chút rối loạn. Đột nhiên,
Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, đi tới Ôn Đình Đình trước mặt, ngồi xuống, đưa tay ra, chạm được Ôn Đình Đình gò má. Một màn màu đỏ trưởng ấn vô cùng rõ ràng. Là ai đánh? Diệp Thần thanh âm không có bất kỳ nhiệt độ, lại để cho người cảm giác được sợ hãi. Ôn Đình Đình nhìn một cái Hoa Nhược Hoan, không nói gì. Ta biết. Diệp Thần đứng lên, ánh mắt lại rơi vào trên mình chảy xuôi máu tươi Hắc Hổ Chi Vương. Hắc Hổ Chi Vương muốn đứng lên, nhưng là hiển nhiên bị nghiêm trọng tổn thương, cái này tổn thương chủ yếu hay là đến từ Hoa Bà Bà. Nó nhìn Diệp Thần trong mắt có một tia áy náy, tựa như trách mình không có là chủ nhân kéo những người này. Diệp Thần sờ một cái hổ đen đầu, cười một tiếng, ngươi làm đã rất giỏi. Ta nếu là ngươi chủ nhân, tự nhiên vậy phải bảo vệ ngươi. Toàn thế giới, chỉ có ta có thể đánh ngươi, người khác không cho phép. Thanh âm đạm mạc đột nhiên rơi xuống, Diệp Thần chợt xoay người, vậy lạnh như băng con ngươi bắn về phía Hoa Nhược Hoan. Mặc dù không biết các ngươi là ai, nhưng là các ngươi hành vi để cho ta rất không thích. Đặc biệt không thích. Mà giờ khắc này, Hoa Nhược Hoan nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, một loại cảm giác quen thuộc tấn công tới. Nàng cảm giác mình nhất định ở đâu gặp qua tên này. Nhất định gặp qua. Chỉ bất quá thời gian có chút rất xưa, nàng không nhớ rõ. Nàng không nghĩ nhiều nữa, trong tay linh kiếm chỉ một cái, cười lạnh nói, ta còn lấy là tới cái gì nhân vật hung ác, một cái siêu phàm cảnh phế vật mà thôi, xem ngươi khí tức trên người, khoảng cách nhập thánh cảnh còn có mấy bước đi, dùng loại giọng nói này đối với ta nói chuyện, ai cho ngươi lá gan. Hoa Nhược Hoan trên cao nhìn xuống. Ở nàng nhìn lại, loại phế vật này, tới vậy là chịu chết. Tiểu phế vật, ngươi có biết ta là ai không? Ta không ngại nói cho ngươi. Thanh Loan Tông chính là sau lưng ta tông môn, ngươi bây giờ nếu như ngoan ngoãn quỳ xuống, ta có thể cho ngươi một cái sống. Nàng lời còn chưa nói hết, chính là phát hiện người thanh niên kia bóng người đột nhiên biến mất. Quá nhanh! Phải biết Diệp Thần bổn mạng linh phù và huyết long chi lực cũng đối với tốc độ có thêm được. Hơn nữa tức giận trong lòng. Tốc độ này xa không phải vậy người tu luyện có thể nắm trong tay. Cho đến một hồi sức lực gió tấn công tới. Hoa Nhược Hoan mới phản ứng được, nàng vừa định linh kiếm chém tới, bót một đạo cực kỳ thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Diệp Thần đã tới trước người của nàng. Lại là không cố kỵ chút nào một cái tát đánh ra. Một tát này không có bất kỳ thu tay lại, tại chỗ liền đem Hoa Nhược Hoan phiến bối rối. Nàng bản năng khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể lại là bay ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới thằng nhóc này không nói tiếng nào. Thậm chí liền thân phận đều không sáng, trực tiếp cho nàng một cái tát à. Đây cũng quá qua đơn giản thô bạo. Hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài. Dù là sau lưng Hoa Bà Bà vậy không phản ứng kịp à. Cho đến Hoa Nhược Hoan ngã xuống đất, nàng mới hoàn toàn thanh tỉnh. Một cổ cảm giác thẹn quá thành giận tấn công tới, nàng một chưởng vỗ trên đất, trong mắt hiện lên một tia tia máu, trong tay linh kiếm mang ngút trời kiếm ý cuộn sạch đi. Ta muốn ngươi chết. Nhọn tiếng xé gió truyền tới. Kiếm mang giống như sao rơi phá vỡ bầu trời, biến dạng thiên địa. Tốc độ cực nhanh. Hơi thở cuồng bạo, cuộn sạch hết thảy. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cả người tựa như lâm vào băng thiên nơi tuyết chính giữa. Trước mắt cô gái so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Không đơn thuần thánh vương cảnh. Diệp Thần cưỡng ép chế trụ nội tâm kinh hãi. Người này mạnh hơn nữa thì như thế nào? Nàng cao cao tại thượng đối với bên cạnh mình người ra tay, cho dù là bầu trời huyền nữ, một tát này, hắn vậy theo phiến không lầm. Mắt xem kiếm ý tới, Diệp Thần không có né tránh, mà là đón kiếm ý đi. Bổn mạng linh phù sử dụng, quanh thân điện hồ quanh quẩn, đồng thời huyết long chi lực ngưng tụ ở trên lòng bàn tay. Vạn đạo kiếm ý, phá vỡ hết thảy. Bất diệt lửa, tới. Một tiếng dưới, bất diệt lửa trực tiếp ghé vào trên thân kiếm, Diệp Thần thi triển ra vạn đạo kiếm ý lại là mang từng đạo ngọn lửa. Cực kỳ cường thế. Đụng. Hai kiếm đụng chạm, Hoa Nhược Hoan vốn là bị thương, tự nhiên không địch lại. Nàng kiếm tại chỗ bị chọn bay. Một cổ bá đạo đợt khí lại là xuyên thấu nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng trong mắt trợn to, làm sao có thể? Thằng nhóc này rõ ràng là siêu phàm cảnh. Chẳng lẽ vận dụng bí thuật,
hao tổn mình tu vi, cũng phải bị thương nặng mình. Nàng trong lòng vạn trượng kinh hãi. Nhìn không được hết thảy, nàng bước ra một giọt máu tươi, vừa định bắn vào trên ấn đường, giống vậy khởi động bí thuật, một đạo thanh âm lạnh như băng ở nàng vang lên bên tai, một tát này, là bởi vì là ta tiểu hắc. Bót! Một dấu bàn tay tới, Hoa Nhược Hoan ý thức được cái gì, muốn ngăn trở, tay nàng cánh tay trực tiếp bị đánh văng ra. Đồng thời lại một cái tát hung hãn phiến ở mặt nàng lên. Một tát này đem nàng mũ lưỡi chai phiến bay, đuôi ngựa cũng là tản ra, thời khắc này nàng tựa như một cái bà điên. Hai bàn tay. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhận loại này làm nhục. Nhưng là giờ phút này nhưng là bị một cái không biết lai lịch người quạt hai bàn tay. Nàng còn không bằng chết tính. Ngay tại lúc này, một cái bóng đen vọt ra, một cây ba tong phá không tới. Hoa bà gặp tình huống không đúng, rốt cuộc ra tay. Diệp thần con ngươi híp lại, hắn thương thế vốn cũng không có khôi phục, hơn nữa mới vừa rồi thi triển toàn lực nhất kích, đan điền chân khí không còn gì vô tồn. Bây giờ Hoa bà cái này nhóm cường giả đối với tự mình ra tay, hắn dĩ nhiên là không tránh thoát. Chỉ có thể rất miễn cưỡng vác. Đụng. Vậy mang theo vô tận đợt khí cây nạng hung hãn đập vào Diệp thần ngực. Diệp thần giống vậy bị đập bay ra ngoài, huyết khí dâng trào, khóe miệng tràn ra lau một cái đỏ bừng máu tươi. Mắt xem thì phải rơi xuống đất, bị thương hắc hổ chi vương chợt nhào tới, dùng thân thể chậm lại Diệp thần rơi xuống đất tổn thương. Diệp thần và hắc hổ chi vương rối rít rơi xuống đất, hắc hổ chi vương hơi thở yếu ớt mấy phần. Cảm ơn. Diệp thần uống một viên đan dược, vừa định đứng lên, một cổ cao nhất huy áp ầm ầm tới. Chính là tới từ Hoa bà. Đối phương cảnh giới không phải thánh vương cảnh, cũng không phải hư vương cảnh, càng không phải là phản hư cảnh, vô cùng có thể đến gần hư vương cảnh. Chênh lệch quá mức to lớn. Mấu chốt bây giờ Diệp thần trên mình không có quá hơn lá bài tẩy, cây kia Lâm Thanh Huyền Ngân Châm cũng không có hoàn toàn khôi phục. Loại này uy áp, đủ để cho hắn tan vỡ. Ai có thể nghĩ tới nơi đây sẽ có cường giả như vậy hạ xuống. Thằng nhóc, bỏ mặc ngươi là ai, ngươi không nên tổn thương ta học trò. Nàng nhưng là phải đại biểu Thanh Loan Tông tham gia thiên tài trận chiến người, ngươi bị thương nàng, sẽ tiêu phí ta rất nhiều thời gian, đã như vậy, ta chỉ có thể đem ngươi xóa bỏ. Hoa bà thanh âm già nua vang khắp. Bây giờ, ngươi quỳ xuống cho ta, tiếp nhận ta thẩm phán. Ngay tức thì, vô tận uy áp hướng Diệp thần chiếm đoạt đi, Diệp thần cảm giác như một tòa núi to đè xuống. Quá mẹ hắn khó chịu. Hắn đầu gối tựa như cong. Thậm chí truyền tới xương cong thanh âm. Hắn tựa như thật phải quỳ xuống. CMN. Diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên mình nổi gân xanh. Hắn để cho Lâm Thanh Huyền ra tay, nhưng là thật lâu không có hồi âm. Hắn muốn kích hoạt mi tâm vậy đạo tà vật, nhưng phát hiện mi tâm lực lượng vậy rơi vào yên lặng. Đáng chết. Hoa bà gặp Diệp thần thật lâu không có quỳ xuống, tựa như thanh tùng, con người tới một tia tò mò, thằng nhóc này ngược lại có chút ý nghĩa, dù là thánh vương cảnh cường giả ở ta loại này uy áp hạ, vậy không chịu nổi, hắn lại có thể kiên trì lâu như vậy. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi cảm thụ cái gì là chết. Ngay tại lúc này, Hoa Nhược Hoan nhưng là đứng lên, đối với Hoa bà nói, sư phụ, người này để cho ta động thủ. Hắn quạt ta hai bàn tay. Ta muốn hắn chịu đựng vô tận thống khổ. Ta muốn cho hắn hối hận đi tới cái thế giới này. Hoa bà nhìn một cái đồ đệ của mình, gật đầu một cái, nếu như nàng dễ như trở bàn tay chém chết thằng nhóc này, cố nhiên đơn giản, nhưng là Hoa Nhược Hoan đạo tâm khẳng định bị ảnh hưởng. Dù sao mình dùng uy áp trói buộc thằng nhóc kia, đối phương tự nhiên không thể phản kháng. Do nàng học trò ra tay, đây là tốt nhất kết cục. Hoa Nhược Hoan tay cầm linh kiếm, từng bước một hướng Diệp thần đi tới. Diệp đại ca, Ôn Thi Thi muốn xông tới, nhưng phát hiện nàng trước mặt thật giống như có một đạo bình phong che chở, nàng căn bản không phá nổi. Hoa Nhược Hoan con người híp lại, Diệp đại ca, tiểu xúc sinh này lại họ Diệp. Đột nhiên, một đạo ánh sáng thoáng qua, nàng rốt cuộc rõ ràng tại sao cảm thấy cái này người thanh niên có chút quen mắt. Hắn chính là y thần môn cái đó phàm căn phế vật. Cái đó Côn Lôn Hư cười nhạo, Diệp thần. 5 năm trước Côn Lôn Hư thiên tài cuộc chiến, còn chưa bước vào lôi đài,
liền bị tất cả mọi người một chân đạp xuống cười nhạo. Giờ khắc này, Hoa Nhược Hoan cười lên, Diệp Thần, không nghĩ tới người cái này phàm căn phế vật lại thu được một ít cơ duyên, bước vào như vậy cảnh. Thật là không tưởng tượng nổi à, nhưng là coi như vậy, vậy không thay đổi được ngươi là phế vật sự thật, trên mình ngươi huyết mạch hèn mọn hết sức, nếu như không phải là dùng bí thuật và ám toán, ngươi thật lấy là bị thương liền ta. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có thể biết mình, chẳng lẽ đối phương đến từ Hoa Hạ. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Hoa Nhược Hoan, người rốt cuộc là ai? Hoa Nhược Hoan cười, người không nhận biết ta có thể biết ngươi. 5 năm trước, ta nhưng mà chứng kiến ngươi hành động vĩ đại, ngươi không biết sống chết tham gia Côn Lôn hư thiên tài cuộc chiến, một cước bị người đạp xuống lôi đài, cái đó dáng vẻ chật vật, thật buồn cười đây. Diệp Thần nghe được câu này, tức giận cháy, mi tâm hắc khí có chút tràn ra. Hắn thân thể lại là thẳng tắp, tựa như một chi ngạo cốt thanh tùng. Tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại là 5 năm trước một người trong đó. Hoa Nhược Hoan hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thần khác thường, tiếp tục cười nhạo nói, còn có một việc quên nói cho ngươi, năm đó cái đó đem người đá xuống lôi đài người đàn ông, chính là tới từ Thanh Loan Tông, lại là ta sư đệ. Ha ha! 5 năm trước, người hèn mọn như con kiến hôi, một cái y đạo tông môn đệ tử cũng dám tham gia thi đấu, không biết tự lượng sức mình, 5 năm sau đó, người rơi vào ta trong tay, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Trên mình ngươi hèn mọn phế vật huyết mạch, vĩnh viễn không thay đổi được. Thời khắc này Hoa Nhược Hoan gương mặt có chút dữ tợn. Nàng mặc dù là một người cô gái, nhưng là nàng trời xanh cao ngạo, càng thích hành hạ loại phế vật này. Ở nàng trong mắt, loại này chấp chưởng hết thảy cảm giác, quá đã. Một câu câu tiếng nói, tựa như vạch trần Diệp Thần phủ đầy bụi vết sẹo, hắn trong mắt đỏ thẫm, dường như muốn nhập ma. Hắn dữ tợn. Một cổ lực lượng tà ác dường như muốn chiếm đoạt hắn. Đây là hắn khát vọng lực lượng. Hoa bà cảm giác được không đúng, vội vàng thúc giục, Nhược Hoan, trực tiếp động thủ giết hắn, đi hang núi mới là mấu chốt. Sư phụ. Hoa Nhược Hoan không do dự nữa, trong tay linh kiếm cuốn khí ngút trời thế. Hướng Diệp Thần đầu lâu bổ tới. Ở nàng trong mắt, giết loại này con kiến hôi, coi là cái gì? Vậy hèn mọn y thần môn chẳng lẽ còn dám tìm Thanh Loan Tông phiền toái? 5 năm trước, người có Kỷ Tư Thanh bảo vệ ngươi, bây giờ Kỷ Tư Thanh không có ở đây, ta xem ai có thể bảo vệ ngươi. Chết đi! Mắt xem một kiếm liền phải rơi vào Diệp Thần cổ chỗ, một đạo thanh gió cuốn động. Nhàn nhạt thơm mát tràn ra toàn bộ không gian. Xa xa một đạo thân ảnh cấp tốc hơi tới. Quá nhanh! Sắp đến không thấy rõ. Bóng người mờ ảo linh động, lại là tự thành một cổ khí thế đặc biệt. Cả thế giới cũng bởi vì đạo thân ảnh kia mà an tĩnh lại. Đinh, một tiếng, một chuôi tuyệt thế kiếm phá không tới. Làm chạm được Hoa Nhược Hoan kiếm, vô số kiếm ảnh tạo thành. Hoa Nhược Hoan kiếm tại chỗ vỡ vụn. Không chịu nổi một kích. Đồng thời một cổ cực kỳ ưu việt hơi thở cuốn tới. Hơi thở này phá vỡ Hoa bà uy áp. Đồng thời đem Hoa Nhược Hoan thân thể đánh bay ra ngoài. Vô cùng cường thế đáng sợ. Kiếm này. Hoa Nhược Hoan nhìn trước mắt trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước người kiếm nhỏ, con người có giúp một cái. Ngay tại lúc này, một đạo xinh đẹp ảnh chậm rãi từ bầu trời rơi xuống. Cái này xinh đẹp ảnh, tuyệt thế độc lập. Tươi đẹp hết sức. Cả người quần áo trắng, tung bay như tiên. Đôi mắt do tựa như một hoàng nước trong, nhìn quanh đang lúc. Tự có một phen cao lãnh khí chất, để cho người làm chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Vậy lãnh ngạo linh động trong tựa như băng sơn. Một cái ánh mắt là có thể quyết định người khác sống chết. Xinh đẹp ảnh nắm vậy treo ở giữa không trung kiếm, bảo vệ ở Diệp Thần trước người, lạnh mâu đảo qua, ta Kỷ Tư Thanh phải che chở hắn, ngươi có thể có ý kiến. Một câu nói này, không thể nghi ngờ, làm cho lòng người hàn. Hoa Nhược Hoan lui về phía sau hết mấy bước, căn bản không phản ứng kịp. Kỷ Tư Thanh làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này Côn Lôn hư thiên chi kiều nữ, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ Kỷ Tư Thanh cả cuộc đời đều phải trông nom cái phế vật này? Dựa vào cái gì? Hai người chênh lệch tựa như rãnh trời, tại sao phải như vậy che chở?
Diệp Thần cũng là ngây dại. Hắn nghĩ tới và Kỳ Tư Thanh gặp mặt vô số cảnh tượng. Có thể là vậy trận thiên tài cuộc chiến, cũng có thể là mấy tháng sau. Nhưng là tuyệt đối không phải là bây giờ à. Nhìn trước mặt cao lãnh thiếu nữ, hắn phát hiện Kỳ Tư Thanh tu vi khoảng cách 5 năm trước lúc rời đi mạnh quá hơn. Thậm chí mình cũng không phát hiện được. Cái này chẳng lẽ chính là chênh lệch. Kỳ Tư Thanh xoay người, nhìn lướt qua Diệp Thần, khi thấy Diệp Thần vết thương trên người, con người hiển nhiên có một tia lửa giận. Sau đó, nàng xoay người, nhìn về phía Hoa Nhược Hoan, người không nên như vậy. Dứt lời, bóng người trôi dạt, Kỳ Tư Thanh trực tiếp xuất hiện ở Hoa Nhược Hoan trước mặt. Bót, lạnh nhạt một cái tát, mang theo vạn quân lực. Hoa Nhược Hoan tròng mắt trợn to, khạc ra một búng máu, bay ra ngoài. Nàng căn bản không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh dám làm nàng sư phó mặt động thủ. Tại sao? Làm xong hết thảy các thứ này, Kỳ Tư Thanh lặng lẽ đi tới Diệp Thần bên người, lộ ra một đạo nụ cười. 5 năm này, người qua có tốt không? Cái này nụ cười, để cho Diệp Thần như một gió xuân. Thậm chí có một khắc như vậy thất thần. Cùng mới vừa mới động thủ phiến Hoa Nhược Hoan lạnh như băng, hoàn toàn không cùng. Lại là rõ nét so sánh. Diệp Thần tỉnh hồn lại, thương thế trên người vậy khôi phục kém không nhiều, hắn nhìn về phía Kỳ Tư Thanh, trong mắt bên trong lộ ra một vẻ rửng rưng. Hắn đã từng, đối mặt Kỳ Tư Thanh có lẽ có chút tự ti. Mà bây giờ, hắn nắm trong tay luân hồi mộ địa, cuối cùng có một ngày sẽ rút ngắn hai người chênh lệch. Thậm chí có thể để cho Kỳ Tư Thanh ngước nhìn hắn. Giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt bộc phát ra cường đại tự tin, mở miệng nói cũng không tệ lắm. Đúng rồi, bá phụ bệnh tình như thế nào? Kỳ Lâm và Lâm Như Hải hẳn đến Kỳ gia liền đi. Thấy Diệp Thần trong mắt tự tin, Kỳ Tư Thanh con người híp lại, có chút nghi ngờ. Loại tự tin này, và vậy 5 năm trước thanh niên hoàn toàn không cùng. Đây là một loại không ý kỵ hết thảy không câu chấp. Nàng từ Kỳ Lâm trong miệng biết Diệp Thần sau khi trở lại một ít chuyện tình, biết Diệp Thần hẳn lấy được một ít cơ duyên, nếu không cũng không khả năng ở đó vị trận minh thiên tài hạ cứu Kỳ Lâm. Người này thay đổi, để cho nàng rất là vui vẻ yên tâm. Có lẽ đây cũng là nàng vậy lau dự cảm hướng đi. Đáng tiếc, Diệp Thần lớn lên quá muộn. Mười mấy tuổi mới bắt đầu tu luyện, dù là bây giờ vậy còn ước chừng dừng lại ở siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh ở Côn Lôn hư chẳng qua là vậy mà thôi, nhưng là nếu như và những tông môn kia thiên tài so sánh, còn kém quá hơn. Càng không cần phải nói Hoa Nhược Hoan loại cấp bậc này cường giả. Nàng biết Hoa Nhược Hoan, cũng biết đối phương là Thanh Loan tông người. Vậy có như thế nào, không để cho nàng vui, nàng vẫn sẽ động thủ. Sau lưng nàng tông môn, xa xa mạnh hơn Thanh Loan tông. Ngay tại Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh hai tròng mắt đối mặt thời điểm, Hoa Nhược Hoan bò dậy, máu tươi trên khóe miệng không ngừng dòng nước chảy. Rất là chật vật. Má của nàng sưng lên, xinh đẹp ngũ quan thậm chí có chút biến hình. Nàng đi tới Hoa bà bên người, sư phụ, người nhất định phải làm chủ cho ta. Hoa bà mặc dù biết Kỳ Tư Thanh thân phận đặc thù, nhưng là đệ tử mình chịu nhục, nàng cũng không khả năng ngồi yên không để ý đến. Tay nàng ở giữa cây nạng nhẹ nhàng gõ mặt đất, sau đó nhìn về phía Kỳ Tư Thanh, mở miệng nói, Kỳ Tư Thanh, ngươi cho ta mặt tát ta học trò, có phải hay không có hơi quá? Vẫn là nói ngươi không đem Thanh Loan Tông coi ra gì. Kỳ Tư Thanh nghe được thanh âm, xoay người, nụ cười lại nữa. Dùng mình lan ra. Qua, ha ha, ngại quá, tiểu nữ không cảm thấy qua. Ngược lại là ngươi, Hoa bà. Người giàu gì cũng là Thanh Loan Tông trưởng lão, thực lực cường đại, lại và đệ tử cùng nhau làm khó một cái siêu phàm cảnh vãn bối, ngươi chưa thấy được xấu hổ, ta là ngươi xấu hổ. Nói khó nghe một chút, các ngươi hai người thất lạc Thanh Loan Tông mặt. Thanh âm lạnh như băng vang khắp. Hoa bà và Hoa Nhược Hoan căn bản không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh lại có thể dám nói như vậy nói. Căn bản không cho mặt mũi. Nhất định chính là không chút kiêng kỵ nào làm nhục. Hoa bà sắc mặt rất khó xem, sát ý lại là phóng thích mở Kỳ Tư Thanh. To gan, ngươi đừng lấy là ngươi là Côn Lôn hư thiên chi kiều nữ, ta cũng không dám động ngươi. Nơi đây không có người ngoài, ngươi như giết ngươi, ai có thể biết. Uy hiếp, cường giả uy hiếp,
Diệp Thần dĩ nhiên là cảm nhận được Hoa bà sát ý, tức giận cảm giác tràn ngập, hắn mi tâm tà vật càng phát ra dị động. Nếu như mới vừa rồi Kỳ Tư Thanh không xuất hiện, hắn có lẽ là có thể nhập ma. Đến lúc đó cái này chết có lẽ chính là cái này Hoa bà và Hoa Nhược Hoan. Kỳ Tư Thanh nhìn như cứu mình, thực ra là cứu cái này hai người. Thời khắc này Kỳ Tư Thanh đối với Hoa bà uy hiếp, làm như không nghe, trong tay kiếm nhỏ lại là nhắm thẳng vào Hoa bà, nhàn nhạt nói, Hoa bà, ngươi chắc chắn muốn giết ta. Cố nhiên ngươi thực lực so ta mạnh mẽ mấy phần, nhưng là ngươi đừng quên, ta ấn đường nhưng có ta sư tôn một đạo máu tươi. Nếu như ta đem giọt máu tươi này sử dụng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thật tốt đứng. Ở ta trong mắt, ta như muốn giết các ngươi, Thanh Loan Tông Tông chủ ở chỗ này thì như thế nào? Chỉ tiếc, các ngươi hai cái này tiện mệnh, ta coi thường, lại càng không tiếc ta vận dụng sư tôn lực lượng. Tiện mệnh, khinh thường, cái này hai cái từ ngữ chỉ như vậy bị Kỳ Tư Thanh tùy ý khạc ra. Hoa Nhược Hoan hổn hển. Nàng biết Kỳ Tư Thanh rất mạnh, nhưng không biết khủng như vậy. Nàng khạc ra một búng máu. Lạnh lùng nói, Kỳ Tư Thanh, ngươi thật lấy là ngươi có thể chấp trưởng hết thảy. Nếu không đây, Kỳ Tư Thanh nhàn nhạt nói. Sư phụ, ngươi thật nhìn đi xuống, cái này Kỳ Tư Thanh lại như vậy làm nhục chúng ta. Hoa Nhược Hoan gặp Hoa bà thật lâu không nhúc nhích, vội vàng nói. Nhưng là thời khắc này Hoa bà nhưng chăm chú nhìn chằm chằm Kỳ Tư Thanh ấn đường, lau một cái kiêng kỵ lan tràn ra. Kỳ Tư Thanh sâu sắc vị kia sư tôn thích. Vị kia cho nàng một giọt máu tươi vô cùng có thể. Nếu quả thật bị Kỳ Tư Thanh thi triển, hai người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta đi. Hoa bà mở miệng nói. Hoa Nhược Hoan mở to mắt mâu, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng phát hiện sư phụ hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt. Đừng nói nhảm, nghe vi sư. Hoa Nhược Hoan dậm chân một cái, buồn buồn không vui về phía trước đi. Hôm nay làm nhục. Định trước thành là nàng âm ảnh. Kỳ Tư Thanh gặp hai người kia rời đi, vậy không ngăn trở. Nếu quả thật bàn về thực lực, nàng không phải Hoa bà đối thủ, bước lui cái này hai người, đây là cao nhất lựa chọn. Ngay tại hai người rời đi mười mấy mét thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là từ Kỳ Tư Thanh sau lưng vang lên, ta có để cho các ngươi đi rồi chưa? Kỳ Tư Thanh ngẩn ra, kinh ngạc xoay người. Nhưng là phát hiện Diệp Thần đỏ thấm thị huyết hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm rời đi hai người. Hoa bà và Hoa Nhược Hoan bước chân dừng lại. Thằng nhóc, ngươi đừng lấy là Kỳ Tư Thanh ở sau lưng ngươi, ta cũng không dám động ngươi. Hoa bà lạnh lùng nói. Nàng suy đoán Diệp Thần chẳng qua là cáo mượn oai hùng cuồng ngông hạng người. Không biết sống chết. Không có Kỳ Tư Thanh, hắn có thể đã sớm chết rồi. Kỳ Tư Thanh nhìn một cái Diệp Thần. Nói, Diệp Thần, đừng gây chuyện. Diệp Thần cười một tiếng, và Kỳ Tư Thanh sát vai mà qua, đi mấy bước, bước chân dừng lại, chuyện hôm nay tình, chưa xong, nếu như ta không đoán sai, vậy Côn Lôn hư thiên tài chi so, các ngươi hẳn muốn tham gia đi. Hoa bà không biết Diệp Thần ý đồ, nhưng vẫn là nói, ta Thanh Loan Tông nhất định phải bắt lại trước ba số người, thằng nhóc thúi, người đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến chúng ta Thanh Loan Tông? Diệp Thần cười một tiếng, ngón tay bắt pháp quyết, một đạo phù văn ngưng tụ mà thành. Phù văn trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi, bắn vào trên phù văn, nếu các ngươi muốn tham gia, vậy cũng dám cùng ta máu tươi dậy thề, thiên tài trong cuộc chiến, khác lập lôi đài đài, cuộc chiến sinh tử, giải quyết ngươi ta ân oán. Kỳ Tư Thanh đôi mi thanh tú một nhăn mày, đối với Diệp Thần nói, ngươi chắc chắn. Vậy Hoa Nhược Hoan nhưng mà cao ngươi hết mấy cảnh giới. Diệp Thần cho Kỳ Tư Thanh một cái ánh mắt tự tin, Kỳ Tư Thanh liền không nói thêm gì nữa. Hoa Nhược Hoan nghe được Diệp Thần cái này buồn cười thêm tự tìm đường chết yêu cầu, nàng cười. Nếu như cuộc chiến sinh tử, dưới con mắt mọi người, Kỳ Tư Thanh cũng không cách nào ngăn trở. Đến lúc đó, nàng nghĩ thế nào hành hạ Diệp Thần đều có thể. Nàng một bước bước ra. Mở miệng nói, Diệp Thần, nếu ngươi tự tìm cái chết, trận chiến này ta nhận. Nói xong, Hoa Nhược Hoan liền chuẩn bị bước ra máu tươi tại trên phù văn. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là ra tất cả mọi người dự liệu ngăn cản nói, chờ một chút. Hoa Nhược Hoan nhướng mày một cái, Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý?
Diệp Thần lắc đầu một cái, đưa ra một ngón tay, chỉ hướng Hoa Bà Bà. Một câu hàn tiếng nói giống như 9 tầng trời huyền lôi bàn ở mọi người trong đầu nổ vang, xin lỗi, ta muốn khiêu chiến không phải ngươi, mà là lão thái bà kia. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có chút chậm bất quá thần tới. Tạm thời yên lặng đến mức tận cùng. Dù là Kỳ Tư Thanh cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vậy không mang một chút cảm tình nào đẹp trong con ngươi, tất cả đều là nghi hoặc, kinh ngạc. Nàng không tin những lời này là từ Diệp Thần trong miệng nói ra được. Khiêu chiến Hoa Bà Bà. Hoa Bà Bà thực lực gì, liền liền nàng đều phải kiêng kỵ, nếu không nàng cũng không khả năng thả hai người đi. Mà bây giờ Diệp Thần nhưng là không biết sống chết muốn khiêu chiến đối phương. Đây không phải là đem mình tiền đồ tống táng. Mấu chốt khi đó, nàng muốn xuất thủ trợ giúp cũng không khả năng. Nàng muốn đem Diệp Thần nhìn thấu, nhưng phát hiện Diệp Thần dáng vẻ không giống nói đùa. Ngược lại vô cùng nghiêm túc. Diệp Thần, Hoa Bà Bà thực lực, có thể một ngón tay là có thể đem ngươi chém chết, đem lời thu hồi đi, có ta ở đây, các nàng không dám truy cứu. Ngươi như khiêu chiến Hoa Nhược Hoan, ta có lẽ còn có thể tán thành. Kỳ Tư Thanh suy tư mấy giây, vẫn là khuyên nhủ. Diệp Thần lắc đầu một cái, ánh mắt vô cùng kiên định, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Bà Bà, tiếp tục nói, bà cụ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như sợ, làm ta chưa nói. Hắn mặc dù bây giờ liền muốn đem hai người lưu lại, nhưng là hắn rất rõ ràng, bởi vì tu bổ đoạn Hoài An đan điền, hắn tổn thương quá hơn. Chỉ có khôi phục lại trạng thái tột cùng, ngân châm đến lúc đó hẳn nguội xuống. Nếu như lại đạt được Lâm Thanh Huyền toàn bộ truyền thừa, nắm giữ thần y đại đạo, xông phá cảnh giới trói buộc, muốn chém chết Hoa Bà Bà mà nói, không tính là quá khó khăn. Giờ phút này, Hoa Nhược Hoan cảm giác mình đã bị liền vô hình làm nhục. Tiểu xúc sinh này chẳng lẽ không phải để cho nàng tiếp nhận khiêu chiến. Ngược lại khiêu chiến sư phụ. Đây là xem thường nàng không được. Chẳng lẽ thằng nhóc này quên ban đầu bị Thanh Loan Tông đệ tử đá xuống lôi đài cảnh tượng. Nàng một bước bước ra, đối với Hoa Bà Bà nói, sư phụ, tiểu xúc sinh này không biết tự lượng sức mình, giao cho ta. Sau đó, lại là quay đầu đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, 5 năm trước, ta Thanh Loan Tông đệ tử có thể ngay trước mặt mọi người làm nhục ngươi, 5 năm sau đó, ta Hoa Nhược Hoan như thường có thể. Đừng lấy là bước vào siêu phàm cảnh liền có thể khiêu chiến ta sư phụ, ở ta trong mắt, ngươi chính là con kiến hôi, ta chấp ngươi một tay cũng có thể đem ngươi chém chết. Nếu như có bản lãnh, hướng ta khiêu chiến. Diệp Thần hồi kính nói, ngươi còn chưa xứng và ta động thủ, bất quá, hôm đó nếu như ngươi xuất hiện, ta cũng sẽ tự mình đưa ngươi lên đường. Ngươi! Hoa Nhược Hoan tròng mắt trợn to, Kỳ Tư Thanh làm nhục nàng, nàng nhận. Bởi vì đối phương có cái này tư cách. Nhưng là nàng chưa từng nghĩ qua, phế vật này lại cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Không xứng! Buồn cười! Nàng sát ý phóng thích mở, mới vừa muốn nói chuyện, sau lưng nàng Hoa Bà Bà nhưng là lên tiếng, được, tiểu tử nếu ngươi cố ý như vậy, ta tác thành ngươi. Không quá ta cũng không muốn rơi được ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, ngày đó, ta chỉ ra 3 chiêu, nếu như trong vòng 3 chiêu, ngươi còn có thể đứng, liền đại biểu ta thua. Dứt lời, Hoa Bà Bà bắn ra một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào trên phù văn hoàn toàn cháy. Từ nay về sau, một khi có một phe vi phạm, tất nhiên đạo tâm bị tổn thương, cả đời không cách nào lại đang tu luyện cảnh lên vượt qua một bước. Ở Hoa Bà Bà xem ra, Diệp Thần chẳng qua là một cái không biết sống chết người tuổi trẻ mà thôi. Nếu muốn giết hắn, một chiêu đủ rồi. Bất quá vì phòng chỉ tình huống phát sinh ngoài ý muốn, nàng vẫn là nói ra 3 chiêu. Nhược Hoan, chúng ta đi. Hoa Bà Bà hướng một phương hướng đi. Sư phụ, người tại sao có thể đáp ứng hắn đâu, ngươi là thân phận gì, Thanh Loan Tông trưởng lão à, hắn một cái siêu phàm cảnh phế vật. Có cái gì tư cách khiêu chiến ngươi? Hoa Nhược Hoan hiển nhiên có chút kích động, nàng không hiểu sư phụ tại sao phải đáp ứng Diệp Thần khiêu chiến này. Nếu vi sư đã quyết định, ngươi không cần nói nhảm nữa, nếu như ta lại nghe được ngươi nói nhiều một câu, ta liền đem ngươi đuổi ra khỏi Thanh Loan Tông. Hoa Bà Bà lạnh lùng nói. Nghe được câu này, Hoa Nhược Hoan không nói thêm gì nữa, hung tợn nhìn lướt qua Diệp Thần, trực tiếp theo đi lên. Bất kể như thế nào, phế vật này là chết chắc.
chỉ bất quá sư phụ ra tay, để cho hắn chết càng có giá trị một ít. Chờ hai người rời đi, Kỷ Tư Thanh thở dài một tiếng, Diệp Thần, người đây cũng là cần gì chứ? Chuyện đã thành định cục, nàng không cách nào ngăn trở. Nàng đối với Diệp Thần có chút thất vọng, thậm chí có chút tức giận. Cố nhiên Diệp Thần cho nàng một vẻ vui mừng, nhưng là tâm cảnh vẫn còn là như vậy, khăng khăng, cuồng ngông. Thực lực không có cùng hắn tâm cao khí ngạo ngang hàng, loại người này, nàng cứu liền một lần, nhưng không cứu được lần thứ hai. Ngươi tiến vào tu luyện giới còn quá ngắn, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, dù là ngươi lớn lên tốc độ rất nhanh, nhưng là đừng quên ngươi bây giờ rốt cuộc thực lực gì, ngươi và Hoa bà chênh lệch cách quá xa. Trận chiến này, ngươi phải thua. Ngươi đã là trưởng thành, người trưởng thành có tự quyết định quyền lợi, ta không giúp được ngươi. Có chút hậu quả, ngươi được từ mình gánh vác. Đây là Kỷ Tư Thanh nói nhiều nhất một lần. Bi thương hắn bất hạnh, giận hắn không tranh. Diệp Thần tự nhiên biết Kỷ Tư Thanh những lời này ý nghĩa, đổi thành bất kỳ một người nào cũng sẽ như vậy. Hắn mới vừa muốn giải thích cái gì, ngay tại lúc này, xa xa một cô gái vội vàng chạy tới. Tư Thanh tỷ tỷ, cuối cùng tìm được ngươi, ngươi chạy quá nhanh. Ta mới vừa mới hỏi mấy người, đại khái hỏi thăm được người kia tung tích. Vô cùng có thể ở sát lục chi địa. Người tới chính là Kỷ Hà. Kỷ Hà thấy Kỷ Tư Thanh và Diệp Thần các người, hơi ngẩn ra, chẳng biết tại sao, nàng dưới ánh mắt ý thức rơi vào Diệp Thần trên mình. Có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng cảm giác người đàn ông này khí chất và ban đầu dịch bảo các Diệp Thí Thiên rất giống. Bất quá thay đổi ý nghĩ nhưng là kịp phản ứng, người đàn ông này chính là Kỷ Tư Thanh một mực bảo vệ Diệp Thần. Không nghĩ đến ở nơi này gặp được. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, đã như vậy, vậy chúng ta đi một chuyến sát lục chi địa, dù sao dị tượng đã biến mất, sợ rằng những cái kia đại năng vậy rời đi. Được, Tư Thanh tỷ tỷ, vậy chúng ta đi thôi. Hai người cũng không biết để ý tới Diệp Thần, ngay tức thì hướng ngược lại đi. Kỷ Tư Thanh đi mấy bước, nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại, từ hông gian lấy ra một khối ngọc bội. Trực tiếp bắn suy nghĩ Diệp Thần. Diệp Thần năm ngón tay một bản, ngay tức thì đem ngọc bội cầm ở lòng bàn tay. Đồng thời, lạnh nhạt thanh âm vang lên, Diệp Thần, ngươi không bao nhiêu thời gian, khối ngọc bội này ở trong chứa có phong phú linh khí và cơ duyên, mấy ngày nay ngươi tận lực mượn này tu luyện, có lẽ đến lúc đó có thể chịu đựng Hoa bà ba chiêu. Tự thu xếp ổn thỏa. Thanh âm mặc dù lạnh như băng, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được một vẻ quan tâm. Kỷ Hà nhìn khối ngọc bội kia, nhưng là trợn to trong mắt, ngọc bội này nhưng mà Tư Thanh tỷ tỷ thiếp thân vật à. Bồi bạn Tư Thanh tỷ tỷ tu luyện nhiều ít năm. Mấu chốt này ngọc vẫn là sư tôn đưa cho nàng à. Nhưng là Tư Thanh tỷ tỷ lại thuận tay đem trọng yếu như vậy đồ cho Diệp Thần. Nàng mới vừa muốn nói cái gì, Kỷ Tư Thanh quét Kỷ Hà một mắt, cũng nói, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh. Tư Thanh tỷ tỷ. Diệp Thần nhìn Kỷ Tư Thanh rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này nha đầu chính là cái này tính cách. Kỷ Tư Thanh cho tới nay, giống như một tòa băng sơn, để cho người không dám đến gần. Bề ngoài cao lãnh, thực thì nhưng là hiền lành à. Hắn nhìn một cái ngọc bội trong tay, nhẹ nhàng nắm chặt, chính là cảm giác được vô tận linh khí tràn vào đan điền. Cơ hồ so lần trước cái cỡ nhỏ long mạch. Đây là... Diệp Thần vốn cho là vật này là giống vậy linh thạch, lại không nghĩ rằng chân quý như vậy. Đồ nhi, đá này tên là cửu huyền thạch, dõi mắt khôn lôn hư, cũng là giá trị liên thành tồn tại. Ở thời đại thượng cổ, liền ta biết, tảng đá kia cũng chỉ có 10 viên mà thôi. Đáng tiếc ngươi cái này cửu huyền thạch không hoàn chỉnh, nếu như nguyên vẹn, nói không chừng có thể dẫn động luân hồi mộ địa chừng mấy tòa mộ bia. Lâm Thanh Huyền thanh âm đột nhiên truyền tới. Diệp Thần ngẩn ra. Hiếu Kỳ nói, sư phụ, ý ngươi là, cái này cửu huyền thạch có thể dẫn động luân hồi mộ địa đại năng. Lâm Thanh Huyền gật đầu một cái, đúng vậy, phụ nữ kia ngược lại là bỏ được, vậy loại bảo bối này, không thể nào tùy tiện đưa cho người khác, còn như dẫn động đại năng, trong tay ngươi khối này hư hại cửu huyền thạch cũng có thể dẫn động một vị không tính là quá mạnh mẽ thượng cổ đại năng. Không tính là quá mạnh mẽ. Diệp Thần ngược lại là không có đối với cái này bốn chữ quá mức để ý. Đối với Lâm Thanh Huyền mà nói có lẽ không mạnh,
nhưng là đối với Côn Lôn hư nhiều người hơn người tu luyện và tông môn mà nói, tuyệt đối là sợ hãi à. Không do dự nữa, Diệp Thần đem kỷ thư thanh cho Đồ Thu cất. Lại là lấy ra một ít dược liệu, hoàn toàn bóp vỡ, sau đó trở về Hắc Hổ Chi Vương trước mặt, đem dược liệu thoa lên hổ đen trên vết thương trên. Tiểu Hắc, ngươi nhịn một chút, có thể sẽ rất đau. Hắc Hổ Chi Vương gật đầu một cái, phát ra một đạo nhẹ nhàng hổ gầm. Làm dược liệu đụng chạm nháy mắt, Hắc Hổ Chi Vương ngay tức thì gương mặt dữ tợn, thân thể lại là run rẩy. Cũng may Diệp Thần động tác vậy rất là nhanh chóng, rất nhanh liền đem Tiểu Hắc vết thương đồ dược tài tốt. Đồng thời, lấy ra một chai đan dược, một cổ não nhi cho Tiểu Hắc đút cho đi. Đây vốn là người tu luyện dùng đan dược, tác dụng với hung thú trên, cần lớn hơn lượng thuốc. Cái này một chai hẳn có thể để cho Tiểu Hắc khôi phục mấy phần. Khí tức cường đại dạo dực, Tiểu Hắc yên lặng đi tới xó xỉnh, thân thể đập về phía vách núi, hẳn ở phóng thích trong cơ thể dược liệu. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần lại cho hai tỷ muội trị liệu một phen. Hẳn không có đáng ngại. Dưới mắt phải làm chính là chờ sư phụ hoàn toàn đem đan dược chiếm đoạt, khôi phục thực lực. Chẳng qua là không biết còn bao lâu nữa. Đột nhiên, hang núi bên trong truyền tới một đạo dị tượng. Một cổ nồng đậm đột phá hơi thở trực tiếp tạo thành. Đồng thời, hang núi bầu trời mây đen cuồn cuộn ngưng tụ, kinh khủng lôi kiếp chợt đập xuống. Diệp Thần con người có giúp một cái, ngạc nhiên mừng rỡ đến trình độ cao nhất. Chỉ cần sư phụ chịu đựng ở đây chút lôi kiếp, hắn liền có thể khôi phục lại đã từng là thời kỳ tột cùng. Nhưng mà cái này lôi kiếp cực kỳ hoảng sợ, trong không khí đều là kiềm chế cảm giác. Sư phụ thật có thể chịu đựng ở. Diệp Thần có chút bận tâm. Cơ hồ vạn đạo lôi điện xuyên thấu vách núi, hướng hang núi đi. Chu vi 10 dặm hung thú cũng là khắp nơi cuồng bạo mà đi. Hắc Hổ Chi Vương hiển nhiên cũng là sợ hãi, vội vàng đi tới Diệp Thần bên người, khổng lồ thân thể thật chặt kề bên. Ôn gia tỷ muội Hoa cũng là theo bản năng đến gần Diệp Thần. Đối với các nàng mà nói, đến gần Diệp Thần ý tứ là trước an toàn. Mà giờ khắc này, đi tới sát lục chi địa Kỷ Tư Thanh và Kỷ Hà hiển nhiên cũng là chú ý tới hậu phương dị tượng. Kỷ Tư Thanh nhướng mày một cái này đột phá hơi thở, chí ít ở hư vương cảnh. Chẳng lẽ là Hoa bà bà? Được rồi, người khác đột phá và ta không liên quan, dưới mắt phải lập tức tìm được Diệp Thí Thiên. Hai người đi vào cửa thành, nhưng phát hiện giết hại thành cửa không có bất kỳ người trấn thủ. Bên trong cũng giống như là một tòa tử thành. Kỷ Tư Thanh diễn cảm càng phát ra hồ nghi, nghe nói cái này sát lục chi địa, sau lưng bị giết chủ khống chế, phòng thủ kiên cố, tại sao ở ta xem ra, hình như là bị vứt bỏ một thành phố. Kỷ Hà, người chắc chắn Diệp Thí Thiên ở chỗ này. Kỷ Hà gật đầu một cái, ta chưa gặp phải một người mới vừa từ sát lục chi địa người đi ra ngoài, người kia nói Diệp Thí Thiên lại có thể ngay trước sát chủ mặt trở lại bên trong, lại là đem sát lục chi địa làm gà chó không yên. Sát chủ tức giận, hạ lệnh khắp thành tìm kiếm. Kỷ Tư Thanh có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nói, bất kể như thế nào, trước tìm mấy người hỏi một chút, cái này tử thành không đơn giản như vậy. Ngay tại lúc này, một cái râu quai nón người đàn ông cõng bọc hành lý vội vàng hướng bên ngoài đi, và Kỷ Tư Thanh các người sát vai mà qua. Đứng lại, cái đó râu quai nón người đàn ông ngẩn ra, bước chân dừng lại, ngay tức thì phát hiện một thanh kiếm chỉ hắn sau lưng. Đồng thời một cổ vô hình uy áp hướng hắn ái mộ xuống. Hắn vội vàng nói, hai vị ta nhưng mà cùng các ngươi không thù không oán, không cần phải như vậy đi. Diệp Thí Thiên nơi ở nơi nào? Kỷ Tư Thanh lạnh lùng nói. Ở sát lục chi địa người đều không là đồ tốt gì sắc, huống chi người đàn ông này trên mình huyết khí nồng đậm, nhất định giết không ít người. Loại người này, Kỷ Tư Thanh sẽ không chút nào thương hại. Sơ quai nón người đàn ông nghe được Diệp Thí Thiên mấy chữ này, thân thể run rẩy mấy phần, sau đó liền nói, hai vị bà cô à, ta làm sao biết Diệp Thí Thiên ở nơi nào? Bất quá, ngày hôm qua giết chủ phong ấn khắp thành cũng không tìm được Diệp Thí Thiên, trước đây không lâu, sát chủ lại mang tất cả mọi người vội vàng rời đi, nếu như ta không đoán sai, nhất định phải đi truy đuổi Diệp Thí Thiên. Kỷ Tư Thanh con người híp lại, đối phương tự nhiên không thể nào nói láo. Kỷ Hà đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, dựa theo hắn giải thích, Diệp Thí Thiên hẳn ở bên ngoài,
Tư Thanh tỷ tỷ, người nói mới vừa rồi đột phá hơi thở, sẽ không phải là Diệp Thí Thiên, Diệp Thí Thiên có khả năng hay không bước vào hư vương cảnh. Nghe được câu này, Kỷ Tư Thanh bừng tỉnh mấy phần. Dựa theo Diệp Thí Thiên thực lực, nhưng là có thể. Nếu quả thật là như vậy, vậy Diệp Thí Thiên có thể gặp nguy hiểm. Đi mau, đi chỗ đó lôi kiếp phương hướng. Hai đạo thân ảnh ngay tức thì biến mất. Mà giờ khắc này cửa sơn động Diệp Thần, nhưng là thần sắc nghiêm túc. Hắn linh thức cảm giác được chung quanh đông nghịt một phiến. Có người tới. Nếu như hắn không đoán sai, hẳn là sát lục chi địa những tên kia. Đầu tiên là màu xanh trùm tia sáng, lại là đột phá dị tượng, nếu như đám người này lại không chú ý tới nơi này, vậy thì buồn cười. Hắn muốn rời đi, đáng tiếc, không có cơ hội. Sư phụ còn chưa đột phá kết thúc. Một khi bị quấy rầy, tuyệt đối sẽ bị cắn trả. Tu vi công dã tràng, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Cũng may Kỷ Tư Thanh đã rời đi, nếu không chuyện này có lẽ cũng phải đem nàng liên lụy đi xuống. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ôn Thi Thi và Ôn Đình Đình hai tỷ muội, nói thẳng, tình huống có biến, các ngươi lập tức rời đi. Tiểu Hắc sẽ mang các ngươi rời đi nơi này, nói không chừng còn có thể đụng gặp phụ thân các ngươi. Ôn Thi Thi gặp Diệp Thần muốn đuổi các nàng đi, tự nhiên biết là chuyện gì, nàng lắc đầu liên tục, Diệp tiên sinh, ta không đi. Bất kể như thế nào, ta nguyện ý cùng Diệp tiên sinh cùng chết. Diệp Thần cười, có ngươi những lời này đủ. Nhưng mà ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không như vậy dễ chết, bất quá các ngươi tồn tại tất nhiên sẽ ảnh hưởng ta phát huy, thậm chí sẽ để cho những tên kia uy hiếp ta, mới vừa rồi lão thái bà kia chính là ví dụ tốt nhất. Tiểu Hắc, mang các nàng rời đi. Diệp Thần phân phó dưới, Tiểu Hắc ngay tức thì vọt tới, thân thể nằm, hiển nhiên để cho hai tỷ muội đi lên. Nó cố nhiên muốn giúp Diệp Thần, nhưng là cũng biết, nó trạng thái bây giờ lưu lại căn bản không có dùng. Ngược lại sẽ liên lụy chủ nhân. Ôn Thi Thi còn có chút do dự, mới vừa muốn nói cái gì, Ôn Đình Đình một cái tay đao nện ở Ôn Thi Thi trên cổ, người sau ngay tức thì hôn mê bất tỉnh. Ôn Đình Đình đem muội muội đặt ở Tiểu Hắc trên mình, sau đó leo lên. Nàng so người bất kỳ cũng biết tỉnh, em gái tính cách quá đơn thuần, nhưng là dưới mắt liên quan tới sống chết, không cho Diệp Thiên Sinh thêm phiền toái mới là mấu chốt nhất. Diệp Thiên Sinh, mấy ngày này tình chúng ta hai tỷ muội sẽ cả đời cảm ơn, chờ thấy phụ thân, thu xếp ổn thỏa hết thảy, chúng ta sẽ lại tới tìm Diệp tiên sinh. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn một cái Tiểu Hắc liền rõ ràng, vậy thân thể cao lớn động, hóa là một hồi gió lớn, hướng một phương hướng đi. Mà lúc này, chỉ còn lại Diệp Thần một người bảo vệ hang núi. Hắn cười lạnh một tiếng, từ luân hồi mộ địa cầm ra Diệp Thí Thiên mặt nạ mang theo. Trảm Long Vấn Thiên kiếm cắm ở trước người, sát ý ngút trời. Đồng thời thân thể huyết long xông ra, bàn lượn quanh ở quanh thân. Vô cùng cái lực uy hiếp. Hắn phải làm chính là trì hoãn thời gian, một khi sư phụ Đoạn Hoài An khôi phục lại đỉnh cấp, hắn hai người chúng ta mở một đường máu tuyệt đối không phải vấn đề. Không chỉ như vậy, hắn lại là từ luân hồi mộ địa lấy ra một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Đốt một điếu thuốc, từ từ chờ đợi. Rất là nhàn nhã. Hắn tự nhiên không sợ, nếu quả thật không địch lại, chẳng qua liền vận dụng mới vừa Kỷ Tư Thanh cho hắn cửu huyền thạch, dẫn động một vị đại năng. Mười mấy giây sau, đại quân áp sát biên giới. Rậm rạp chằng chịt đám người xuất hiện. Hơi thở cực kỳ khủng bố, mỗi trên người một người lại là lan tràn huyết quang. Cầm đầu hai người chính là sát chủ bên người hai vị độc mắt hộ pháp. Tất cả mọi người tại chỗ khi thấy Diệp Thí Thiên. Con người có giúp một cái, bước chân đồng loạt dừng lại. Không dám gần thêm bước nữa. Dẫu sao Diệp Thí Thiên hôm đó ác mộng vẫn tồn tại tại tất cả mọi người trong lòng. Càng là mấu chốt là giờ phút này Diệp Thí Thiên một người liền ngồi như vậy, còn dửng dưng như thường hút thuốc. Giống như không sợ hãi. Mười mấy giây yên lặng, một cái trong đó độc mắt hộ pháp bước ra, lạnh lùng nói, Diệp Thí Thiên, sát chủ lập tức sẽ chạy tới. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên bó tay chịu trói. Vốn là sát chủ là cùng bọn họ cùng chung tới, nhưng là trước đây không lâu, sát chủ đột nhiên cảm thấy vùng lân cận có khí tức cường giả. Sát chủ hoài nghi là Diệp Thí Thiên, liền dẫn người đuổi theo. Vậy khí tức cường giả dĩ nhiên là Thanh Loan Tông Hoa bà.
mà mấy người bọn họ thì bao quanh lôi kiếp chi địa. Tuyệt không buông tha bất kỳ một loại có thể. Một vị trong đó hộ pháp lại là vận dụng bí pháp, thông báo cho sát chủ, phỏng đoán muốn không được bao lâu, sát chủ liền sẽ đích thân hạ xuống. Diệp Thí Thiên, trong sơn động đột phá rốt cuộc là người nào? Độc mắt hộ pháp lạnh lùng nói. Cái này đột phá dị tượng, tuyệt đối khủng bố. Hắn vốn lấy bên ngoài đột phá là Diệp Thí Thiên, lại không nghĩ rằng, là người khác. Hắn càng không biết liên tưởng đến Đoạn Hoài An. Dẫu sao Đoạn Hoài An là không có một người đan điền người, làm sao có thể dẫn động lôi kiếp. Diệp thần bắt chéo chân, bóp tắt trong tay khói, đứng lên. Chỉ riêng chạm này, sẽ để cho tất cả mọi người đều lui về phía sau hết mấy bước. Liền liền đống mắt hộ pháp tay cũng là run rẩy, rất là sợ hãi. Diệp thần muốn chính là cái này hiệu quả, hắn cười một tiếng, các ngươi như thế sợ ta là làm gì, ta cũng không phải là cái gì thập ác không tha người. Nghe được câu này, tất cả mọi người không nhịn được nghĩ khạc ra một hớp lão máu. Toàn bộ Côn Lôn hư, người hơi một tí diệt môn và tàn sát cường giả, người nếu không phải thập ác không tha, toàn bộ Côn Lôn hư sợ rằng cũng là lớn người lương thiện. Có thể hay không yếu điểm mặt. Nhưng là những lời này, bọn họ chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, tự nhiên không thể nào nói ra miệng. Diệp Thí Thiên, khuyên người bó tay chịu trói, người coi như mạnh hơn nữa. Muốn phá vỡ mấy trăm vị cường giả trí cường nhất kích vậy không dễ dàng. Hơn nữa sát chủ thực lực ngút trời, một khi xuất hiện, tuyệt đối có tư cách nghiền ép ngươi. Diệp thần năm ngón tay dương ra, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trực tiếp bị hắn cầm, thân thể huyết long lại là xông lên trời. Tiếng rồng ngâm mang đến mấy đạo chấn nhiếp. Vậy hai cái độc mắt hộ pháp và mọi người lần nữa lui về phía sau mấy bước. Căn bản không người dám đến gần à. Đây cũng là Diệp Thí Thiên ba chữ uy hiếp. Mọi người cùng nhau động thủ, bao vây Diệp Thí Thiên. Ở sát chủ đến trước khi tới bắt lại Diệp Thí Thiên, thì có cao nhất cơ duyên. Một vị trong đó độc mắt hộ pháp đạo. Nhưng là cố nhiên như thế nói, vậy không người động à. Độc mắt hộ pháp gặp mình lời nói căn bản không có dùng, trên mặt có chút không nén giận được. Rút ra một kiếm, trực tiếp chém ở bên cạnh mấy vị cường giả trên. Ngay tức thì hóa là xương máu. Ai như lại không nhúc nhích, chỉ có chết. Diệp Thí Thiên chỉ có một người mà thôi, chúng ta mấy trăm vị cường giả, có cái gì tốt sợ hãi. Động thủ. Có lẽ bởi vì hộ pháp đột nhiên ra tay, những người đó vẫn là từ từ hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần con ngươi híp lại, hừ lạnh một tiếng, ai dám cử động nữa một bước, chém. Vạn kiếm quy tông. Theo Diệp Thần thét dài. Trong cơ thể Cửu Thiên Huyền Dương Quyết bỗng nhiên nổ tung. Diệp thần chỉ cảm thấy, quanh thân chân khí không hề bị đến khống chế vậy, như bỏ đi dây cương ngựa hoang lao nhanh ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp thần tựa như hóa làm ác ma. Một kiếm chém ra. Vạn kiếm quy tông phối hợp Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, đủ để chấn nhiếp mọi người. Mi tâm bất diệt lửa lại là hoàn toàn phóng thích. Đợt khí lăn lộn, tiếng nổ nổ tung. Lửa cháy bừng bừng ngay tức thì cuộn sạch đúng phiến thiên địa. Rào rào. Sóng nhiệt lăn lộn chính giữa, tiếng nổ dưới, đến gần Diệp thần mười mấy người tại chỗ bị chiếm đoạt. Kiếm khí và lửa cháy bừng bừng chính giữa, đều là rên rỉ thống khổ. Như vậy nhất kích, cơ hồ hao phí Diệp thần có thể thi triển toàn bộ lực lượng. Bởi vì hắn cảm nhận được sư phó đột phá đã tiến vào hồi cuối. Chỉ cần kéo những người này, chính là cơ hội. Lần này, hơn nữa không người nào dám động. Hai vị độc mắt hộ pháp nhìn nhau, bọn họ cảm nhận được Diệp thần một tia yếu ớt. Không do dự nữa, thân thể hóa là tàn ảnh, cuộn sạch đi. Hai đạo sát cơ lạnh như băng ngay tức thì bao quanh Diệp thần. Diệp Thí Thiên, ta ngược lại là phải xem ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì. Diệp thần con ngươi híp lại, cảm nhận được nguy cơ, uống một chai tụ khí đan. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm chợt bắn đi ra ngoài. Kinh khủng kình khí tàn phá hết thảy. Giết! Một tiếng thét dài, Diệp thần thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Oanh! Cường đại đợt khí lăn lộn. Trong cơ thể Cửu Thiên Huyền Dương Quyết vận chuyển, bên trong đan điền năng lượng như núi lửa bùng nổ, Diệp thần trong nháy mắt, khí thế tiêu thăng đến một người để cho người hoảng sợ tình cảnh. Diệp thần thế như tia chớp. Tự tìm cái chết, phá kiếm. Một tiếng thét dài,
ở Diệp Thần nhọn đỉnh quét rơi xuống ngay tức thì, độc mắt hộ pháp cổ tay run một cái, trường kiếm hướng trời. Ông! Lao một cái thanh quang bung ra, bắn thẳng đến bầu trời. Đinh! Ngăn ở Diệp Thần nhọn đỉnh rơi xuống trước, độc mắt hộ pháp kiếm phong miễn cưỡng chống được Diệp Thần nhanh mạnh nhất kích. Oanh! Kịch liệt đụng, điếc tai nhức óc. Một cổ thực chất đợt khí, hướng bốn phía càn quét ra. Lấy Diệp Thần và độc mắt hộ pháp làm tâm trong, chu vi hơn 10 mét bên trong, giờ phút này sơn hà biến sắc, cỏ cây phân bay, kiếm khí ngang dọc. Cút ngay cho ta! Hai thanh trường kiếm giằng co chốc lát, độc mắt hộ pháp đột nhiên quát lên. Trong cơ thể lại là một cổ năng lượng nổ tung. Đạp đạp đạp! Ở nơi này một cổ năng lượng chấn động dưới, Diệp Thần cùng độc mắt hộ pháp đồng thời hướng phía sau thối lui. Quả nhiên rất mạnh! Ước chừng thối lui ra 6-7 bước, ổn định thân hình, Diệp Thần con ngươi mơ hồ co rút lại. Huyết long chi lực và trảm long vấn thiên kiếm nhất kích, lại bị miễn cưỡng chặn. Ước chừng một chiêu này, liền có thể thấy được cái này độc mắt hộ pháp bất phàm. Mấu chốt hai người cảnh giới chênh lệch quá xa, hơn nữa mình bị thương. Diệp Thí Thiên, ta đây là buồn bực một chuyện, vì sao ngươi thực lực luôn là sẽ chợt cao chợt thấp? Chẳng lẽ trên mình ngươi nắm giữ bí thuật gì? Lấy ngươi bây giờ thực lực, ta tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi. Chênh lệch như trăng sáng cùng cát vàng. Độc mắt hộ pháp lạnh lùng nói. Muốn giết ta, còn chưa đủ, ngươi ta bây giờ, chênh lệch nếu như trăng sáng cùng cát vàng. Ta đây muốn xem, vậy một đạo rãnh trời rộng hơn. Hôm nay, ta liền bước qua vậy một đạo rãnh trời, đem ngươi chém xuống phàm trần. Hít sâu một hơi, Diệp Thần sắc mặt đổi được nghiêm túc. Trong mắt sắc bén lóe lên, hắn lớn tiếng quát lên. Một giọt máu tươi bước ra, hơi thở ngay tức thì biểu bắn. Thân thể tràn ra vô số sấm sét, một kiếm ích ra, huyết long cũng là dung hợp đến kiếm ý bên trong trực tiếp trào ra ngoài, tựa như có thể chiếm đoạt hết thảy. Vị kia độc mắt hộ pháp cũng không dám xem thường, ngón tay bắt pháp quyết, vận dụng một đạo bí pháp. Trong tay hắn thanh kiếm kia tránh thoát cánh tay, ngay tức thì hướng Diệp Thần đi. Hai kiếm va chạm, mặt đất chấn động tiếng vang khắp. Diệp Thần hiển nhiên không địch lại. Nắm chặt trảm long vấn thiên kiếm tay lại là không ngừng run rẩy, hắn một khi buông tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện sau lưng một đạo cuồng bạo ý định giết người cuốn tới. Quá nhanh! Là một vị khác hộ pháp. Không chỉ như vậy. Vậy mấy trăm vị cường giả cũng là cảm giác được Diệp Thí Thiên rơi xuống mệt mỏi, biết rõ đây là bọn họ chém chết Diệp Thí Thiên cơ hội tốt nhất. Tất cả mọi người đồng loạt phun trào. Thời khắc này Diệp Thần, lực một người phải đối mặt mấy trăm vị cường giả. Bất kỳ một người nào đều ở đây nhập thánh cảnh trên. Đánh như thế nào? Diệp Thần con ngươi tràn đầy điên cuồng, trực tiếp phá hỏng cửu huyền thạch. Luân hồi mộ địa ngay tức thì chấn động lên. Đồng thời, hắn phát hiện trên bầu trời lôi kiếp biến mất. Sau lưng vách núi dường như muốn sụp đổ. Sư phụ Đoạn Hoài An xuất quan. Mắt xem tất cả mọi người thì phải đến gần, vô số kiếm ý tựa như cự thú chiếm đoạt Diệp Thần, hang núi ngay tức thì nổ bể ra. Vậy giống như chết bầu không khí ngột ngạt chính giữa, từng trận điên cuồng tiếng nổ không ngừng tách thả ra mở ra. Một cổ toàn phong, tựa như tiếp cả thiên địa, như ác ma gầm thét. Đột nhiên, từng tầng một giống như thực chất giống vậy đợt khí, từ trong ra ngoài bùng nổ, tựa như núi lửa phun ra. Cái này một cổ năng lượng bùng nổ, trực tiếp để cho lão đảo muốn ngã vách núi, hoàn toàn tan vỡ. Ở kinh khủng kia toàn phong chính giữa, từng đạo ánh sáng hướng bốn phía phiêu sái ra, cuối cùng hóa là hột biến mất ở giữa thiên địa. Phốc suy, mơ hồ, thấy toàn phong chính giữa, một đạo thân ảnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bị vậy một cổ khí lãng trực tiếp chấn động bay ra. Chính là muốn ám toán Diệp Thần một vị độc mắt hộ pháp. Nhìn vậy một đạo đổ bay ra bóng người, và Diệp Thần rằng có vị kia hộ pháp ngưng thần sắc biến đổi. Làm sao có thể? Lại còn có cường giả như vậy? Đây là hư vương cảnh trên. Diệp Thí Thiên sau lưng lại có thể thật sự có người. Ngay tại hắn nghi ngờ lúc đó, một đạo sang sáng tiếng cười đột nhiên vang khắp, đồ nhi. Tiếp theo liền giao cho sư phụ đi. Vừa vặn, ta khôi phục trạng thái tột cùng, hồi lâu không có bước vào võ đạo, cố
cũng nên giết một số người thử một chút, nếu không, sợ rằng toàn bộ Côn Lôn hư đều quên ta Đoạn Hoài An đã từng ở võ đạo trên trấn nhiếp. Nói chuyện chính là Đoạn Hoài An. Đoạn Hoài An lạnh mâu nhìn lướt qua tất cả mọi người, hơi thở trôi dạt, tựa như tiên tôn dáng thế. Cái đó và Diệp Thần rằng co hộ pháp giật mình. Diễn cảm lại là sợ hãi. Mà sau lưng mấy trăm vị cường giả cũng là một hơi một tí. Cái đó chịu đựng lôi kiếp tuyệt thế cường giả có thể là người bất kỳ, nhưng cũng không nên là Đoạn Hoài An à. Tên này đan điền không phải là bị phế sao? Nếu như có như thực lực này, làm sao có thể bị Hồng Đào như vậy cầm nặn? Ngay tại lúc này, Đoạn Hoài An đã tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần tự nhiên biết, lực lượng phóng thích, đem vị kia hộ pháp đẩy lui, đồng thời thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn có thể làm đã làm, vì sư phó tranh thủ thật nhiều thời gian. Mặc dù không biết bây giờ sư phụ kết quả khôi phục lại cảnh giới gì, nhưng là từ mới vừa rồi giận tức bên trong xem, hết thảy trước mắt đủ để chấn nhiếp. Thậm chí đối mặt sát chủ, cũng không biết chật vật. Vậy hộ pháp sốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng nói, tất cả mọi người vừa động thủ một cái, trước chém chết Đoạn Hoài An, lấy thêm Hạ Diệp Thí Thiên. Lời còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh, bỗng nhiên bắn ra. Tốc độ cực nhanh, thậm chí để cho người khó mà thấy rõ. Theo Đoạn Hoài An xuất hiện, một cổ khí thế cường đại, phun ra. Rồi sau đó, nhức mắt kim quang bắn tán loạn, trong hư không một cái phủ ấn ngưng tụ ra trưởng ấn, bỗng nhiên đánh xuống. Vậy hộ pháp thấy một màn này, có chút kinh hoàng, nhưng là không để ý tới hết thảy, một kiếm hướng giấu tay kia đi. Một chiêu giao phong, vẻn vẹn chỉ là một chiêu giao phong, vậy nhìn như gần như vô địch hộ pháp, trực tiếp bị đánh bay ra, một cánh tay, hoàn toàn nổ tung. Rồi sau đó, cường đại đợt khí lăn lộn, đến gần hộ pháp cường giả đồng loạt đánh bay ra ngoài. Đây cũng là cường giả chi tư. Vậy mấy chục năm trước võ đạo ưu việt Đoạn Hoài An lại trở về. Cho đến thân thể nặng nề đập xuống đất, cái đó hộ pháp còn chưa phản ứng kịp. Hắn căn bản không nghĩ tới Đoạn Hoài An giống như biến thành một người khác vậy. Cánh tay tê liệt đau đớn, để cho hắn càng ngày càng thanh tỉnh. Kết hợp với hết thảy trước mắt, đột nhiên bừng tỉnh, lại là kinh hô, ngươi. Ngươi lại khôi phục thực lực. Đoạn Hoài An cười lạnh một tiếng, đáp đúng, nhưng là ngươi biết quá muộn. Dứt lời, Đoạn Hoài An trên người khí thế đột nhiên tăng vọt. Khủng bố đến mức tận cùng. Ông! Quanh thân chân khí bùng nổ, một tiếng chân khí rót nhập trường kiếm trong tay bên trong, thân kiếm chấn động, kiếm minh chói tai. Hôm nay ta liền để cho các người xem vì sao là Đoạn Hoài An. Bất quá là, kiếm phong đãng qua thiên địa, mang vô tận liệt diễm hóa thành cự thú hung hãn đánh xuống. Ông! Vạn vật bò lổm ngổm, thiên địa biến sắc. Một cổ cường đại kiếm thế bắn tán loạn ra, kiếm khí ngang dọc. Cái này, thật là cường đại kiếm thế. Cái này Đoạn Hoài An lại như thế khủng bố. Cảm thụ vậy một cổ kiếm khí, không ít người trợn to hai mắt. Có vài người thậm chí bắt đầu chạy trốn tứ phía. Vậy hộ pháp cảm giác được không đúng, vội vàng một trưởng vỗ trên đất, chuẩn bị dùng bí pháp rời đi. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Chết! Đoạn Hoài An lớn tiếng quát lên. Đạp đạp đạp! Dưới chân sinh gió, Đoạn Hoài An cả người hóa là gió lớn, từ trên trời hạ xuống. Trăm kiếm chấn động sơn hà. Một tiếng thét dài. Xé kéo! Kinh khủng kiếm khí lan truyền, cường hãn kiếm thế tràn ngập. Một hồi nặng nề biến dạng tiếng truyền tới, cái này một phiến thiên địa, tựa như bị hoàn toàn biến dạng. Kiếm phong qua, mắt thường có thể thấy được, không khí vặn vẹo, đánh vỡ vụn. Lấy cường đại kiếm thế thành tựu chống đỡ, hôm nay Đoạn Hoài An thi triển ra kiếm pháp, thật có thần quỷ né tránh khí thế. Cẩn thận, một kiếm này rất mạnh. Tất cả mọi người lui về phía sau. Dừng tay. Đoạn Hoài An lấy thế lôi đình hướng mọi người nghiền ép đi, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Mắt thấy như một màn này, sát lục chi địa người, nhất thời nóng nảy. Từng trận tiếng kinh hô này thay nhau vang lên. Oanh! Làm sao, bọn họ căn bản không có phản kháng quyền lợi. Một hồi tiếng nổ tung, đợt khí lăn lộn, đầy trời kiếm khí. Ông! Nhưng gặp, ở một hồi tiếng rên rỉ chính giữa.
cái đó chuẩn bị chạy trốn hộ pháp tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Rào 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 rào. Kiếm ý ngút trời, Đoạn Hoài An vậy già nua thân thể đi như mang theo tinh thần thế, nghiền ép thế gian hết thảy. Thời khắc này Đoạn Hoài An, như thần ma hạ xuống. Mọi người, bị hoàn toàn trấn áp. 1 giây. 10 giây. 20 giây. Thế giới lâm vào yên tĩnh và khủng hoảng bên trong. Nồng đậm mùi máu tanh không ngừng tràn ra. Đoạn Hoài An thân thể vững vàng rơi xuống, trong mắt cực kỳ lạnh như băng. Mà chung quanh hắn hết thảy, mấy trăm người toàn bộ chết. Dưới chân đất đất phảng phất là một cái sông máu, nhìn thấy mà giật mình. Ai có thể nghĩ tới cái đó đan điền bị phế y thần môn trưởng môn lại có như vậy lực, nghiền ép hết thảy. Thở dốc mấy hớp, Đoạn Hoài An khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Y thần môn cố nhiên là hành nghề y tế thế, nhưng là không đại biểu y thần môn chỉ có thể bị người khi dễ. Có vài người, không được lưu, đến lượt giết. Hắn khiêu chiến tốt hô hấp, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thần, Đồ Nhi, như thế nào. Diệp Thần hoàn toàn trấn trụ. Từ Thanh Huyền đỉnh lão tổ trong miệng, hắn biết sư phụ Đoạn Hoài An đã từng ở Côn Lôn hư võ đạo cực kỳ cường thế. Nếu như không bị phế trừ đan điền, bây giờ chỉ sợ sớm đã thành là Côn Lôn hư cường giả đứng đầu một trong. Y thần môn cũng không biết xa sút. Nhưng là hắn hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt kinh hãi. Đây chính là cái đó hắn biết lão đầu. Cái này mẹ hắn vậy quá đáng sợ đi. Nói là huyết ma tôn hắn vậy tỉnh à. Nhìn chung quanh biển máu, Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, trả lời, sư phụ, người bây giờ rốt cuộc cảnh giới gì? Đoạn Hoài An xoa xoa đến trên thân kiếm máu tươi, khá là kiêu ngạo mở miệng nói, Đồ Nhi, phi sư cảnh giới bây giờ đại khái ở hư vương cảnh trên, chỉ bất quá cảnh giới và kiếm ý còn không coi là vững chắc, mới vừa thi triển mấy đánh, thân thể còn không phải là quá thích ứng. Cố nhiên bước vào hư vương cảnh, ta cảnh giới và thực lực ở Côn Lôn hư trong mắt một số người cái gì không không tính là, nếu như đối mặt sát chủ và còn lại cường giả, chỉ có thể làm được không chật vật, nhưng muốn đánh chết vậy không như vậy dễ dàng. Ta bây giờ có thể cảm giác được vài cổ cực mạnh giết hại khí tấn công tới, nếu như ta không đoán sai, một cái trong đó chính là sát chủ. Vì để đạt được an toàn, chúng ta về trước Thanh Huyền đỉnh, ta ở lại nơi đó một kiểu đồ, có vậy kiểu đồ, chí ít có thể để cho ta cảnh giới lại lên một tầng. Mấy năm này, bởi vì không cách nào vận dụng đan điền, không cách nào giao thiệp với võ đạo, ta đây là đối với một ít thứ nghiên cứu mấy phần, chỉ cần cho ta thời gian, hư vương cảnh lại coi là cái gì, ta có thể khóa vực đạo nguyên cảnh. Đến lúc đó, ta định mang ngươi trở về nhổ cỏ tận gốc. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, gật đầu một cái, được. Sau đó, hai người chính là hướng một phương hướng cấp tốc lao đi. Chờ hai người rời đi một phút, mười mấy đạo thân ảnh ngay tức thì rơi xuống. Một cái trong đó người đàn ông trung niên, chính là sát chủ. Sát chủ và sau lưng cường giả đồng loạt rơi xuống, khi thấy máu chảy thành sông hình ảnh, con người co rúm một cái. Thậm chí có chút khó tin. Sát chủ, cái này, người chúng ta lại có thể đều chết hết, chẳng lẽ cái này Diệp Thí Thiên thật muốn và chúng ta thế bất lưỡng lập. Một vị ông già lạnh lùng nói. Sát chủ con người híp lại, ánh mắt có trước đó chưa từng có quen mắt. Hắn trong lòng tức giận, nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ chung quanh hết thảy, đột nhiên, tròng mắt mở ra. Hơi thở cuồng bạo từ lòng bàn chân lan tràn. Mặt đất chấn động lên. Không phải Diệp Thí Thiên, là người khác, hơn nữa người này thực lực cực mạnh, rất có thể mạnh hơn Diệp Thí Thiên. Nghe được câu này, lão kia người ngẩn ra, trong mắt trợn to, chẳng lẽ lời đồn đãi là thật. Diệp Thí Thiên đến từ gia tộc lánh đời, xuất thủ là người ở sau lưng hắn. Sát chủ, chúng ta muốn không muốn phái người đi truy đuổi. Sát chủ quả đấm cầm chặt, ngưng trọng đến mức tận cùng. Không cần truy đuổi, cường giả như vậy, chúng ta không biết có mấy vị, coi như theo đuổi, chỉ biết có nhiều hơn người chết. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là điều tra ra Diệp Thí Thiên lai lịch chân chính. Lớn nhất cửa đột phá, chính là vậy Đoạn Hoài An, Diệp Thí Thiên cứu đi Đoạn Hoài An, nói không chừng và y thần môn có chút quan hệ, nếu không hết thảy nói không thông. Chu Nham, người phái người đi một chuyến đạo tông, nghe nói đạo tông một mực đang đuổi giết y thần môn và Diệp Thí Thiên,
chúng ta bây giờ yêu cầu đồng minh. Lão kia người diễn cảm có chút cổ quái, dẫu sao sát chủ cho tới bây giờ không có tìm đồng minh qua. Nhưng là lần này lại là vì Diệp Thí Thiên sự việc thỏa hiệp. Sát chủ, ta vậy thì đi đạo tông. Sát chủ nghĩ tới điều gì, lại sửa lời nói, được rồi, lần này ta nhiều năm thiết lập cơ nghiệp toàn bộ bị hủy, sát lục chi địa vậy không cần thiết giữ lại, ta tự mình đi một chuyến đạo tông. Vậy những thi thể này, một đám phế vật, chết liền chết, đi. Sát chủ gương mặt hiện ra hết dữ tợn, hắn cho tới bây giờ không có bởi vì là một cái người mà như vậy chật vật qua. Bỏ mặc trả giá cao gì, cái này Diệp Thí Thiên mệnh, hắn đều muốn. Rất nhanh, mọi người rời đi, máu này biển khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy mà giật mình. Sát chủ các người sau khi biến mất, hai đạo sinh đẹp ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Kỷ Tư Thanh và Kỷ Hà. Kỷ Tư Thanh khi thấy cái này một phiến biển máu, sắc mặt đại biến. Thân thể lại là có chút run rẩy. Bởi vì này đất chính là nàng mới vừa mới thấy được Diệp Thần địa phương. Như vậy biển máu, không có một tia sức sống. Chẳng lẽ tên kia vậy ẩn thân biển máu bên trong? Mấu chốt nàng sau khi rời đi không bao lâu, tại sao phải xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là sát chủ? Tư Thanh tỷ tỷ, thằng nhóc kia có thể hay không? Sẽ không. Kỷ Tư Thanh nói như đinh chém sắt. Ở nàng trong mắt, Diệp Thần không phải như vậy dễ dàng chết hiểu người. Cố nhiên nơi đây bùng nổ qua cực mạnh đánh một trận, vậy không nhất định có thể để cho Diệp Thần chết. Tay nàng chỉ bắt pháp quyết, bước ra một giọt máu tươi trôi lơ lửng ở ấn đường, tựa như một đóa hoa mai nở rộ. Đột nhiên, một bộ mơ hồ xuất hiện ở trong đầu xuất hiện. Không thấy rõ đại khái, dẫu sao nơi này bùng nổ cường giả thực lực ở nàng trên. Nhưng là có một chút có thể xác định, Diệp Thần không có gì đáng ngại. Kỷ Tư Thanh trong lòng đá hoàn toàn rơi xuống, chẳng qua là không biết xuất thủ kết quả là người phương nào. Người này tại sao phải giúp Diệp Thần? Thì tại sao muốn giết sạch những người này? Chẳng lẽ lôi kiếp dị tượng chính là người này dẫn động? Diệp Thí Thiên? Không đúng, hình ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng là xuất thủ tựa hồ là một cái ông già. Tương truyền Diệp Thí Thiên căn cốt và nàng kém không nhiều, tự nhiên không thể nào là ông già. Phỏng đoán Diệp Thần thực lực biến hóa hẳn cùng cái này ông cụ thần bí có liên quan. Xem ra hết thảy chỉ có thể chờ thấy Diệp Thần hơn nữa. Hai người lần kế gặp nhau, sẽ không cách quá lâu, dẫu sao Diệp Thần và vậy hoa bà có ước định. Côn Lôn hư vậy tông môn thiên tài cuộc chiến, Diệp Thần nhất định sẽ tham gia. Ngày này khoảng cách hôm nay đã một chút ngày. Nàng ngược lại có chút tò mò, Diệp Thần đối mặt hoa bà bộc phát ra tự tin rốt cuộc nguồn nơi nào. Rõ ràng siêu phàm cảnh. Nhưng tơ không sợ hãi chút nào ước chừng cao mình hết mấy đại cảnh giới cường giả, loại người này hoặc là phong tử, hoặc là chính là thiên tài. Hắn hy vọng Diệp Thần là người sau. Chỉ mong qua mấy ngày, tên này có thể cho mình một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ nhiều nữa, nàng nhìn một cái Kỷ Hà, nói, đi thôi, hồi Kỷ ra. Kỷ Hà ngẩn ra, trợn to mắt mâu hiếu kỳ nói, Tư Thanh tỷ tỷ, chúng ta không phải muốn tìm Diệp Thí Thiên sao? Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, Diệp Thí Thiên không thể nào ở chỗ này, chúng ta ở tìm tiếp cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng đi chuẩn bị qua mấy ngày sự kiện kia. Xem ra ta định trước và vậy Diệp Thí Thiên vô duyên. Kỷ Hà gật đầu một cái, nghĩ tới điều gì, nói đùa, Tư Thanh tỷ tỷ, vậy Diệp Thí Thiên tuổi tác và chúng ta kém không nhiều, người nói hắn sẽ không tham gia mấy ngày nữa cái đó giải thi đấu. Kỷ Tư Thanh con ngươi híp lại. Nhàn nhạt nói, ta đây là hy vọng hắn tham gia, nhưng là các loại dấu hiệu bề ngoài, người này không thích bại lộ thân phận, lấy mặt nạ kỳ nhân, hẳn không có thể. Nếu như hắn tham gia, ta ngược lại nguyện ý phụng bồi tới cùng. Nửa ngày sau, Diệp Thần và Đoạn Hoài An trở lại Thanh Huyền Đỉnh. Thanh Huyền Đỉnh lão tổ tự nhiên thời gian đầu tiên nghênh đón. Diệp tiên sinh, đoàn trưởng môn, Thanh Huyền Đỉnh lão tổ cung kính nói. Đoạn Hoài An ngẩn ra, hắn nhưng mà biết Thanh Huyền Đỉnh lão tổ kiêu ngạo, làm sao có thể thái độ như thế. Coi như Diệp Thần là vậy Diệp Thí Thiên vậy không cần phải như vậy à. Hắn hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, cũng không hỏi nhiều. Diệp Thần có thể đi tới tình cảnh này, càng có thể tu bổ hắn đan điền, trên mình tất nhiên có bí mật.
bất kỳ một người tu luyện nào bí mật, cũng không nên qua đi nhiều đụng chạm. Đây là nguyên tắc. Ta phụ mẫu mấy ngày nay có thể có cái gì đáng ngại? Diệp thần hỏi. Thanh huyền đỉnh lão tổ lắc đầu một cái, Diệp tiên sinh yên tâm, bọn họ đều rất an toàn, bất quá hắn hai người chúng ta gần đây đối với tu luyện ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, không ngừng truyền tới đột phá ý. Diệp thần tự nhiên biết phụ mẫu tại sao như vậy, sợ rằng phụ thân và mẫu thân tăng lên tu vi là vì Côn Lôn hư Diệp ra đi. Dẫu sao gia gia và nãi nãi đều chết tại vậy Côn Lôn hư Diệp gia gia chủ tay. Bất kể như thế nào, Côn Lôn hư Diệp gia, hắn và phụ mẫu nhất định phải đi. Có chút nợ, tự nhiên có thể coi là. Chẳng qua là dưới mắt, Côn Lôn hư Diệp gia rốt cuộc ở nơi nào, bọn họ cũng không biết. Gia gia khi còn sống để lại một ít tin tức, đều phải hắn tìm được cái đó ngày xưa bằng hữu. Nhưng mà một lần duy nhất gặp mặt, lại là rất nhanh liền kết thúc, có chút vấn đề căn bản không kịp hỏi. Cũng không biết vị kia giữa eo treo bầu rượu ông già bây giờ ở nơi nào. Chỉ có tìm được người này, Côn Lôn hư Diệp gia phủ đầy bụi đồ mới có thể hoàn toàn mở ra. Ta trước ở lại Thanh Huyền đỉnh đồ còn ở. Đoạn Hoài An đột nhiên hỏi, giọng tựa hồ có chút gấp thiết. Thanh Huyền đỉnh lão tổ gật đầu một cái, Đoàn trưởng môn, mời theo ta tới. Đồ nhi, ta đi một chút sẽ trở lại, trên mình ngươi có chút tổn thương, không ngại trước nghỉ ngơi một chút, Đoạn Hoài An nói. Được. Diệp thần mấy ngày chưa tắm, hắn bây giờ duy nhất phải làm chính là trước tắm nước nóng. Trở lại gian phòng, Diệp thần trực tiếp cởi xuống trên người quần áo, nằm ở trong bồn tắm, nhắm mắt lại, thư giãn mấy phần. Loại cuộc sống này mới là hắn mong muốn. Đột nhiên, hắn phát giác cái gì, trong mắt đột nhiên mở ra. Vươn tay phải ra mặt nước, mở miệng nói Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm ngay tức thì xuất hiện ở lòng bàn tay, trong bồn tắm nước như sóng hoa vậy phun trào. Không ngừng tràn ra. Diệp thần thân thể một chuyển, kiếm phong thẳng chỉ một phương hướng, sát ý ngút trời. Bởi vì hắn phát hiện bên trong nhà lại có người. Mà giờ khắc này, kiếm phong phương hướng chỉ, đang có nhiều thú vị đứng một cô gái. Thiếu nữ cả người màu đỏ váy đầm dài, rộng lớn vạt áo lên thêu phượng hoàng hình vẽ, trắng nõn trên cánh tay mang một chút khói la tím nhẹ tiêu. Tùm eo thon, một cái màu đỏ đai quấn quanh thắt lưng. Thắt lưng còn có một chuôi màu đỏ thấm kiếm nhỏ. Đen nhánh như suối mái tóc dài hơi phiêu động, vài tia mái tóc hạ xuống đầu mũi tên, ngũ quan mỹ nhan hết sức, ấn đường càng là có một đạo tươi đẹp hình vẽ. Giống như là một cái cổ xưa phù văn. Hai tròng mắt như nước, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, chấp chưởng tương lai. Mà giờ khắc này, vậy nhiếp tâm hồn người tròng mắt đang nhìn chằm chằm trong bồn tắm Diệp thần. Rất là tò mò. Diệp thần phát hiện mình căn bản không phát giác ra người phụ nữ này tu vi. Đối phương lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này, chỉ có một cái khả năng, đối phương cảnh giới xa xa ở nàng trên. Chẳng lẽ là sát thủ? Ai có thể mời nổi loại cấp bậc này sát thủ? Ngay tại Diệp thần trong mắt nghiêm túc hết sức, phụ nữ kia cười. Giống như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử vậy, miệng nhếch một cái nụ cười, giống như pháo bông đẹp sáng lạng, lại là mang một tia đạo vận. Môi đỏ mọng mở, người chính là luân hồi mộ địa mộ chủ. Ha ha, vậy bất quá như vậy thôi. Nghe được câu này, Diệp thần ra đầu tê dại. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kỳ Tư Thanh cho nàng cửu huyền thạch ở luân hồi mộ địa vỡ vụn, vốn nên dẫn động một vị đại năng. Sau đó bởi vì Đoạn Hoài An xuất quan, hắn vẫn không có lưu ý luân hồi mộ địa. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ trước mắt cái này hơi thở kinh khủng người phụ nữ chính là dẫn động vị kia đại năng. Nhưng mà thượng cổ đại năng cũng không là từng cái sống hơn mấy chục triệu tuổi lão đầu sao. Lúc này làm sao đi ra một người đẹp. Giờ khắc này Diệp thần quá nghi ngờ. Mấu chốt hắn bây giờ không có mặc gì nằm ở trong bồn tắm à. Một khi đứng lên, đây chính là phải bị cô gái trước mặt xem sạch. Coi như đây là đại năng, cũng không nên tùy tiện đi ra đi. Chí ít trưng cầu một chút hắn ý kiến à. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp thần hỏi. Thiếu nữ áo đỏ nghe được câu này, trong mắt mang một nụ cười châm biếm, từng bước hướng Diệp thần tới. Rốt cuộc, ở bồn tắm trước dừng lại. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, trực tiếp ngồi ở bồn tắm bên bờ.
Một màn tuyết trắng lại là bại lộ không bỏ sót, bắp đùi thon dài duỗi thẳng, quá mức nóng. Người đem ta dẫn động, nhưng hỏi ta là ai? Đáng tiếc, người và ta tưởng tượng luân hồi mộ chủ chênh lệch quá lớn, một cái siêu phàm cảnh có cái gì tư cách chấp trưởng trăm vị đại năng? Dứt lời, thiếu nữ áo đỏ bên hông nhỏ kiếm trực tiếp rút ra, ánh sáng lóe lên, chân khí dạo rực. Đủ cái lực uy hiếp. Kiếm không nhúc nhích, nhưng là cường đại kiếm khí nhưng làm cho cả mặt đất chấn động lên. Sát ý lạnh như băng phóng thích. Trời à! Diệp thần coi như là phục. Cái này nữ nhân áo đỏ chẳng lẽ còn dự định giết mình? Diệp thần không do dự nữa, Trảm Long Vấn Thiên kiếm trực tiếp chém tới. Đinh! Một đạo thanh thúy tiếng ầm ầm vang lên. Mặt nước như sóng lớn vang lên. Rắc rắc! Bồn tắm trực tiếp vỡ vụn. Mặt nước điên cuồng vẩy mở. Cường đại lực phản chấn tấn công tới, Trảm Long Vấn Thiên kiếm tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp cắm vào vách tường bên trong. Một mặt vách tường hoàn toàn hóa là đá vụn. Đồng thời, Diệp thần thân thể bay ra ngoài, thuận tay bắt một cái khăn tắm, bọc ở trên người. Rơi xuống đất nháy mắt, lui về phía sau hết mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt ngũ tạng lục phủ đều bị cực mạnh chấn động. Mấu chốt đây chẳng qua là cô gái đồ đỏ tùy tùy tiện tiện một kiếm à. Nếu quả thật bùng nổ toàn lực, hắn đã sớm chết rồi. Cô gái đồ đỏ nhìn lướt qua Diệp thần, đem nhỏ kiếm bỏ vào thắt lưng, nhàn nhạt nói, coi như không tệ, người bình thường chống cự ta một kiếm này, cánh tay đã sớm nổ tung, người lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì, chí ít thuyết minh người không yếu như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi, đối phó một tên phế vật, ở ta trong mắt chính là lãng phí thời gian. Diệp thần con ngươi lạnh lẽo, hắn chân thực không biết rõ cái này nữ nhân áo đỏ rốt cuộc cao ngạo ở nơi nào. Nếu như hắn không phá ra cửu huyền thạch, nữ nhân này nào có đi ra ngoài tư cách. Diệp thần không để ý chút nào, một bước bước ra, lạnh lùng nói, nếu ngươi biết ta là luân hồi mộ địa mạc chủ. Vậy hẳn biết ta là các ngươi duy nhất người xoay mình, đoạn lôi nhân đã đi tìm luân hồi mộ địa sau lưng đầu mối, các ngươi muốn thoát khỏi chỗ đó, cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta. Biết chưa? Cô gái đồ đỏ vừa nghe, trong mắt ngược lại là thoáng qua vẻ kinh ngạc, ở nàng trong mắt, loại này tiểu bối chắc đúng nàng vô cùng tôn kính, nhưng là người trước mắt nhưng là không có sợ hãi chút nào. Người khác đồng ý ngươi, không đại biểu ta Mạc Ngưng Nhi cũng phải đồng ý ngươi. Năm đó ta bước vào trí cao cảnh thời điểm, người Diệp gia tổ tiên có thể đều là ta người làm. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, người nói hết rồi là năm đó, người trước làm rõ ràng người hiện trạng nói sau, ta nắm trong tay luân hồi mộ địa, muốn phá hủy người quá mức dễ dàng. Diệp thần vậy không quan tâm cái này đại năng rốt cuộc lai lịch ra sao. Thái độ như thế, hắn tự nhiên sẽ không chịu. Ngươi, Mạc Ngưng Nhi diễn cảm hoàn toàn lạnh như băng. Nàng ngón tay nhỏ nhắn dương ra, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Lòng bàn tay ngay tức thì tạo thành một cái băng kiếm. Thật lấy là ta không dám giết ngươi. Băng kiếm đột nhiên bắn ra, mau như tia chớp. Thậm chí đâm rách không khí, mang từng cơn sao hỏa. Mắt xem thì phải chạm được Diệp thần lúc đó, Diệp thần túi đá màu đen bay ra. Một đạo bình phong che chở bỗng nhiên tạo thành. Băng kiếm tựa như bị một cổ lực lượng vô hình chế ước, trực tiếp hóa là mảnh vỡ. Mạc Ngưng Nhi thấy một màn này, con người có giúp một cái, thậm chí có chút kinh hoàng. Nàng ý thức được cái gì, vừa mới chuẩn bị biến mất, đá màu đen nhưng là bay đến trước người của nàng, từng đạo chữ viết cổ xưa tạo thành. Chân áp xuống, làm cổ xưa chữ viết rơi vào Mạc Ngưng Nhi ấn đường lúc đó, Mạc Ngưng Nhi sắc mặt càng là có một tia vẻ thống khổ. Khí tức trên người tựa như cũng bị hoàn toàn trấn áp. Đồ nhi, các ngươi vào đi. Luân hồi mộ địa vang lên lâm thanh huyền thanh âm, một giây kế tiếp, Diệp thần và Mạc Ngưng Nhi hai người tại chỗ biến mất, càng là xuất hiện ở luân hồi mộ địa. Đụng, bởi vì bị đá màu đen hạn chế mấy phần, Mạc Ngưng Nhi tựa như không cách nào vận dụng lực lượng, đập vào trên mặt đất, lộ vẻ được có chút chật vật. Nàng mới vừa muốn đứng lên. Nhưng là phát hiện Diệp thần đã xuất hiện ở trước người của nàng. Trên cao nhìn xuống. Bây giờ ngươi có thể thừa nhận ta là luân hồi mộ địa mộ chủ. Diệp thần nhàn nhạt nói. Đá màu đen xuất hiện hiển nhiên là bảo vệ mình,
mà đây Mạc Ngưng Nhi hành vi dĩ nhiên là vi phạm luân hồi mộ địa dự tính ban đầu. Lúc này mới rơi được trấn áp cục diện. Mạc Ngưng Nhi hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn một cái đá màu đen, quay đầu lại, không nói gì. Nàng rất rõ ràng, trên người bây giờ lực lượng bị vậy đá màu đen hoàn toàn trói buộc, thậm chí nếu như cử động nữa, có thể bị cưỡng ép chém chết. Diệp Thần ngồi chồm hổm xuống, ngón tay nâng Mạc Ngưng Nhi cằm, ta mới vừa rồi vấn đề, người vẫn chưa trả lời ta. Thượng cổ đại năng thì như thế nào? Coi như không biết ngươi lai lịch, ở nơi này luân hồi mộ địa trong, hắn vi tôn. Mạc Ngưng Nhi hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Thần, nói thẳng thừa nhận. Được. Diệp Thần đứng lên, lại nữa nhìn Mạc Ngưng Nhi, ngược lại hướng Lâm Thanh Huyền đi tới. Sư phụ, cô gái này thật là và các ngươi vậy tồn tại. Tại sao ta ở trên người nàng không cảm giác được và các ngươi vậy hơi thở? Lâm Thanh Huyền nhìn một cái đã đứng lên Mạc Ngưng Nhi, giải thích cái này nha đầu tiến vào luân hồi mộ địa thật ra thì cũng coi là một cái ngoài ý muốn. Bất ngờ, Diệp Thần có chút bối rối. Đúng, Lâm Thanh Huyền gật đầu nói, năm đó nàng chỉ bất quá bất ngờ dính dấp sự kiện kia, rồi sau đó bị cuốn vào trong đó, lấy nàng thực lực, thật ra thì căn bản không đủ tư cách tiến vào luân hồi mộ địa. Dĩ nhiên, cái này không đủ tư cách là đối với luân hồi mộ địa mà nói, cửu huyền thạch năng lượng chỉ có thể mở nàng, bất quá lấy nàng thực lực, đủ để giúp ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề, ngược lại là có thể lợi dụng mấy phen. Còn như ngươi muốn từ cái này trên người cô gái học được đồ, vẫn là đừng hy vọng, nàng lai lịch là Côn Lôn Hư một cái thượng cổ nữ tông, bỏ mặc công pháp hay là tu luyện thủ đoạn cũng là cô gái mà sống, mà ngươi tu luyện là Chí Dương công pháp, nếu như mù quáng tu tập chỉ biết mâu thuẫn. Thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bản tính của nàng không hề xấu xa, khi tiến vào luân hồi mộ địa trước, nàng tuổi tác so ngươi lớn không được nhiều ít, dĩ nhiên là xem thường ngươi. Nếu như ngươi sau này gặp nguy hiểm, chỉ cần không phải Côn Lôn Hư cao cấp đại năng ra tay, nàng đều có tư cách có thể giúp ngươi giải quyết. Dĩ nhiên, ngươi nếu muốn đại biểu y thần môn tham gia Côn Lôn Hư vậy trận thiên tài cuộc chiến, cũng không thể một vị dựa vào người khác, cũng nên bắt đầu tu luyện thần y chi đạo, còn dư lại mấy ngày, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng y đạo làm sao vi tôn. Nghe được câu này, Diệp Thần hô hấp có chút gấp rút, gật đầu liên tục cảm ơn sư phụ. Lâm Thanh Huyền mặt không cảm giác nhìn một cái Mạc Ngưng Nhi, xoay người hướng một phương hướng đi. Diệp Thần cũng là đi theo lên. Làm Lâm Thanh Huyền đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, nhàn nhạt nói, bỏ mặc ngươi lai lịch như thế nào đặc thù, nếu ngươi trở thành luân hồi mộ địa một số, cũng nên phụ tá mộ chủ, ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể đàng hoàng làm được không? Rất hiển nhiên những lời này là nói cho Mạc Ngưng Nhi nghe. Nếu như ngươi cự tuyệt, tự nhiên vậy là có thể, nhưng là ta sẽ xóa sạch trên mình ngươi lưu lại vậy đạo lực tính, duy nhất ý thức tiêu tán, còn như sau này bản thể của ngươi sẽ như thế nào, và không quan hệ gì tới chúng ta. Có lòng tốt ngay tức thì biến thành uy hiếp. Mạc Ngưng Nhi tròng mắt trợn to, nàng rất rõ ràng, mình thực lực và Lâm Thanh Huyền so sánh, vẫn là chênh lệch mấy phần. Nếu như đối phương dùng thủ đoạn xóa sạch nàng cũng hoặc là lấy mạng đổi mạng cũng có thể. Đặt ở nàng trước mặt căn bản không phải lựa chọn. Do dự hồi lâu, Mạc Ngưng Nhi cuối cùng vẫn nói, Lâm tiền bối, ta rõ ràng, chuyện mới vừa rồi sẽ không phát sinh nữa, ta cũng không ác ý. Nàng thỏa hiệp. Lâm Thanh Huyền gật đầu một cái, được, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, mộ chủ tồn tại là chúng ta duy nhất một người có thể, ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào để cho hắn sống sót, cũng hoặc là mạnh hơn, đây đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lâm tiền bối. Lâm Thanh Huyền mang Diệp Thần đi tới một nơi đất trống, hai tay chắp sau lưng, đồ nhi, ngươi vậy coi là nắm giữ ta một ít thứ, ngươi có biết y đạo chân chính cường đại tồn tại vì sao chỗ? Diệp Thần đem cây ngân châm kia lấy ra, sư phụ, bây giờ ta có thể bùng nổ mạnh nhất y đạo nhất kích, chính là ngân châm này. Ta cho rằng ngân châm là người, là y đạo thuật pháp mạnh nhất tồn tại. Lâm Thanh Huyền lắc đầu một cái. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ luân hồi mộ địa gió lớn cuốn lên. Tựa như từng cơn vòi rồng gió cuốn tới. Đột nhiên, tay hắn chỉ bóp quyết, bước chân lại là vô cùng là cổ quái bước ra. Mỗi một bước đều mang một tia đạo vận. Mũi chân đụng chạm mặt đất bất kỳ một nơi,
đều là vỡ vụn ra. Làm 10 bước dừng lại, Lâm Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, ngón tay bóp quyết. Quanh thân lực lượng cuồng bạo lại để cho không gian chấn động. Mơ hồ bây giờ thật giống như xuất hiện một đạo hư không nói tử. Mà chỗ rách bên trong, lại xuất hiện vô số đạo ngân châm. Y đạo cường đại nhất chính là đạo. Đạo nồng cốt là mượn thế, mượn thiên địa thế, mượn hắn người thế, địch mạnh ngươi mạnh hơn. Hôm nay ta liền dạy ngươi y đạo cao nhất hàm nghĩa, mượn thế chư thần phá. Chỉ riêng cuối cùng năm chữ, Diệp Thần chính là cảm giác được toàn bộ luân hồi mộ địa có một cổ thê lương cảm giác. Mặt đất lực lượng tựa như bị hoàn toàn hấp thu, trong không khí linh khí cũng bị điên cuồng ngưng, hóa là nhất kích. Thủ đoạn này quá mức nghịch thiên. Oanh! Mượn thế chư thần phá lực lượng ở nào đó trong nháy mắt làm phép, toàn bộ luân hồi mộ địa bầu trời tựa như ngày tận thế. Mặt đất lại là xuất hiện từng đạo kinh thiên ngân hành động, lấy Lâm Thanh Huyền làm trung tâm. Phảng phất có người một kiếm tiếp theo một kiếm, từ thiên chảm giết. Mưu toàn phá hủy luân hồi mộ địa. Bụi bậm vạn trượng, lực lượng cuồng bạo chiếm đoạt hết thảy. Diệp Thần cảm nhận được vậy không mấy cây ngân châm hướng tới mình, muốn ngăn trở, huyết long và bổn mãng linh phù lực đồng thời bùng nổ. Trong cơ thể hắn lại là lao ra một đạo bị lôi điện bao gồm huyết long hư ảnh, liều mạng đụng đi. Nhưng là cố nhiên mạnh mẽ, ở Lâm Thanh Huyền mượn thế chư thần phá hạ, cũng là tại chỗ biến mất. Đụng. Diệp Thần thân thể không có dấu hiệu nào đụng bay ra ngoài, lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Ai có thể nghĩ tới một kích này, lại có như vậy hủy diệt lực lượng, mấu chốt đối kháng Diệp Thần chẳng qua là dư âm mà thôi. Cùng hắn ở đầy trời trong bụi bậm chuẩn bị đứng lên, nhưng là nhìn thấy một cái tay, chính là Lâm Thanh Huyền. Đồ nhi, người có thể cảm nhận được cái này thần y chi đạo lực lượng. Diệp Thần gật đầu một cái, lau sạch khóe miệng vết máu, sư phụ, một chiêu này cố nhiên rất mạnh. Nhưng là thành lập ở ngươi tu vi trên, ta không nhất định có thể thi triển. Lâm Thanh Huyền sờ một cái râu mép của mình, cười nói, đồ nhi, ngươi hiểu lầm, nếu như ta nói mới vừa rồi ta thi triển cảnh giới chỉ bất quá nhập thánh cảnh mà thôi, ngươi tin không? Cái này mượn thế chư thần phá cường đại nhất địa phương chính là mượn thế, nhà hoàn cảnh vừa tồi tệ, đối mặt địch nhân càng mạnh, nó liền càng mạnh, nếu như ngươi đối mặt chỉ bất quá vậy thánh vương cảnh cường giả. Sợ rằng liền thi triển có thể cũng không có. Ta cũng là cân nhắc đến người đối mặt kẻ địch có chút uy hiếp, mới trước thời hạn dạy ngươi một chiêu này. Tốt lắm, bây giờ ta sẽ đem mình tu vi tăng lên tới phản hư cảnh trên, ngươi không được vận dụng thủ đoạn khác, chỉ có dựa vào mượn thế chư thần phá đem ta đánh lui. Lâm Thanh Huyền lời nói rơi xuống, một chỉ điểm ra, một cổ tin tức lưu phun trào ở Diệp Thần ấn đường. Mặc dù tối tăm khó hiểu, nhưng là Diệp Thần đại khái biết rõ. Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, Lâm Thanh Huyền ra tay, một trường ầm ầm đánh ra, kéo theo thiên địa khí thế, tựa như có thể phá hủy hết thảy. Lực lượng này không dứt thánh vương cảnh, vô cùng có thể phản hư cảnh trên. Mắt xem hư trường liền phải rơi vào trên mình, Diệp Thần theo bản năng muốn rút ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, nhưng phát hiện hư trường bỗng nhiên tăng tốc độ, trực tiếp rơi xuống. Hắn thân thể tại chỗ bị đánh bay, xương đều tựa như vỡ vụn. Ta nói, ngươi không thể vận dụng bất kỳ lực lượng, kiếm vào huyết long cũng không được, như nếu có lần sau nữa, ta sẽ không thu lực. Diệp Thần thân thể lần lượt bị đập bay, hắn đã sớm thói quen huyết long và bổn mãng linh phù lực lượng, bây giờ không cách nào vận dụng, để cho hắn đơn độc dựa vào mượn thế chư thần phá, căn bản không có thể à. Lần lượt bị thương, thậm chí kế cận bên bờ sinh tử. Lâm Thanh Huyền cũng biết đem Diệp Thần lần nữa cứu sống, lần nữa cảm thụ. Dần dần, Diệp Thần nắm giữ mấy phần mượn thế chư thần phá, chỉ ít sẽ không giống trước chật vật như vậy. Càng đi sâu vào rõ ràng, Diệp Thần càng cảm nhận được cái này mượn thế chư thần phá đáng sợ. Cái này thần y thuật giống như là thiên đạo không buông tha. Vốn không nên tồn tại, nhưng là lại bị Lâm Thanh Huyền nắm giữ. Hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao năm đó Lâm Thanh Huyền một người liền trấn áp Côn Lôn hư vô số võ đạo tông môn. Cái này mượn thế chư thần phá tuyệt đối là chỗ mấu chốt. Cùng lúc đó, Côn Lôn hư, đạo tông. Cửa đóng chặt. Sát chủ các người hạ xuống nơi này, ngoài cửa tiếng chuông bị bọn họ gõ, đạo tông nhưng là không có người nào đi ra tiếp khách. Sát chủ chau mày, cái này quá không hợp lý,
Đạo tông cũng coi là Côn Lôn hư đại tông, làm sao có thể không có người nào chú ý tới tiếng chuông này? Chẳng lẽ đạo tông đã đổi chỗ? Sát chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Có người hiếu kỳ nói, có thể hay không đạo tông đã xảy ra chuyện gì? Sát chủ lắc đầu một cái, đi tới nơi cửa chính, bàn tay chạm được cửa, nhắm mắt lại. Đột nhiên, một cổ cực mạnh lực phản chấn tấn công tới, sát chủ khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể lại là lui về phía sau mười mấy bước. Kẽo kẹt, một tiếng, nguyên bản phong bế cửa đột nhiên mở ra. Một cái ông già đi ra, chính là một vị đạo tông trưởng lão. Đạo tông trưởng lão nhìn lướt qua người đến, mặt đầy địch ý, người tới người nào, ta đạo tông đóng tông 10 ngày, bỏ mặc chuyện gì, xin 10 ngày sau lại tới. Sát chủ không dám khinh thường, một bước bước ra, chắp tay nói, cái này vị tiền bối, ta đến từ sát lục chi địa, có chuyện quan trọng và đạo tông tông chủ thương lượng. Nghe được sát lục chi địa, đạo tông trưởng lão con ngươi co giúp một cái, tông chủ đang bế quan, có chuyện gì trực tiếp và ta nói là được rồi. Sát chủ gật đầu một cái, chẳng qua là khạc ra ba chữ, Diệp Thí Thiên. Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy đạo tông trưởng lão ý định giết người phóng thích, một khi sát chủ khác thường động, hắn liền sẽ xuất thủ chém chết. Không chút lưu tình, sát chủ liền vội vàng giải thích, vị trưởng lão này, thực không dám giấu giếm, ta là sát lục chi địa sát chủ, bản nắm trong tay sát lục chi địa, lại không nghĩ rằng Diệp Thí Thiên đột nhiên hạ xuống đến địa bàn ta, hủy ta căn cơ. Giết ta thủ hạ, ta hiện đang nắm giữ liền một ít thứ, biết rõ địch nhân kẻ địch liền là bạn, cố ý tới tìm cầu khẩn tông là đồng minh. Hắn vừa nói còn lấy ra một khối thân phận ngọc bội. Vậy đạo tông trưởng lão xác định sát chủ thân phận, lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi theo ta tới. Không lâu lắm, sát chủ liền bị dẫn đến một nơi đại điện bên trong. Trên đại điện chỉ có một vị ông già áo bào đen, chính là đạo tông tông chủ. Chỉ bất quá thời khắc này đạo tông tông chủ bởi vì Diệp thần phá vỡ vậy thượng cổ tà thuật, cắn trả trọng thương. Tông chủ, có người nguyện ý cung cấp Diệp Thí Thiên một ít tin tức, hắn đến từ sát lục chi địa. Nói xong, đạo tông trưởng lão và những người còn lại toàn bộ lui ra, chỉ để lại sát chủ một người. Sát chủ ngẩng đầu lên, khi thấy đạo tông tông chủ, diễn cảm có chút động lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường đạo tông tông chủ lại bị thương. Hơn nữa nhìn dáng dấp, thương thế kia ở trước đây không lâu tạo thành. Nói đi, ta phải biết Diệp Thí Thiên ở sát lục chi địa hết thảy, nếu như ngươi có nửa điểm giấu giếm, ta sẽ đích thân đem ngươi trấn áp, còn như đồng minh, ngươi còn không có cái này tư cách. Một đạo già nua thêm thanh âm lạnh như băng vang lên. Sát chủ ngẩn ra, diễn cảm có chút khó khăn xem, nhưng là hắn biết rõ hai người chênh lệch, liền đem đoạn này thời gian phát sinh hết thảy toàn bộ nói ra. Thậm chí còn ở chung quanh sơn động dị tượng và toàn quân phúc cũng chút nào không rơi. Đạo tông tông chủ hiển nhiên bắt được cái gì, nguyên bản nghi ngờ trong lòng hoàn toàn rõ ràng. Hắn chợt đứng lên, một bước bước ra, đi thẳng tới sát chủ trước mặt, năm ngón tay bấu vào sát chủ cổ, cuồng bạo đợt khí lăn lộn. Ngươi chắc chắn không có tính sai. Mười mấy giờ trước, Diệp Thí Thiên vùng lân cận có hư vương cảnh cường giả đột phá. Có thể hay không chắc chắn? Chắc chắn, đại nhân, bây giờ đầu mối duy nhất chính là y thần môn Đoạn Hoài An, Diệp Thí Thiên đem người này cứu đi, tuyệt đối có duyên phận do. Tìm được Đoạn Hoài An liền tương đương với nắm giữ Diệp Thí Thiên và vị cường giả kia tung tích. Sát chủ căn bản không nghĩ tới đạo tông tông chủ tại sao lại phản ứng như thế. Chỉ có thể đúng sự thật nói. Đụng, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đạo tông tông chủ vô tình ném ra ngoài. Giờ phút này đạo tông tông chủ bị vô tận tức giận chiếm đoạt. Sát ý ngút trời. Trong mắt lại là đỏ thẫm. Hắn quả đấm cầm chặt, lạnh lùng nói, vậy hư vương cảnh cường giả chính là Đoạn Hoài An. Ta vết thương trên người chính là bái bọn họ hai cái xúc sinh ban tặng. Cái gì, sát chủ hoàn toàn bối rối. Đại nhân, người chắc chắn không có tính sai, Đoạn Hoài An thực lực. Đụng. Sát chủ thân thể chấn động lui lại mấy bước, khi thấy đạo tông tông chủ ánh mắt lạnh như băng kia, hắn hoàn toàn dọa sợ. Hết thảy các thứ này lại có thể đều là sự thật. Đoạn Hoài An lại có thể khôi phục thực lực. Làm sao có thể? Nghe nói ngươi là tới tìm kiếm đồng minh, đúng không? Đột nhiên, đạo tông tông chủ mở miệng nói.
Sát chủ cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng vẫn là nói, đại nhân, chính là. Được, đạo tông tông chủ đi tới sát chủ trước mặt, hai tay chắp sau lưng, muốn thành là ta đạo tông đồng minh rất đơn giản, đó chính là ta làm việc, người đủ trung thành, Diệp Thí Thiên và Đoạn Hoài An liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta xin hỏi ngươi, không suy nghĩ Diệp Thí Thiên, ngươi và bây giờ Đoạn Hoài An động thủ, có mấy phần chắc chắn? 7 điểm. Sát chủ do dự mấy giây vẫn là nói, dẫu sao năm đó Đoạn Hoài An ở võ đạo trên quá mức kinh thế hãi tục, dù là mấy chục năm không tu luyện, cũng không nên khinh thị. 7 phân xa xa không đủ, ta muốn hết sức. Đạo tông tông chủ lạnh lùng nói. Đại nhân, coi như ta có thể bắt lại Đoạn Hoài An, vậy Diệp Thí Thiên lại nên làm cái gì? Cái này Diệp Thí Thiên thực lực có thể càng cái uy hiếp. Sát chủ hay là đem mình lo lắng nói ra. Đạo tông tông chủ cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, ngay tức thì, trong bóng tối đi ra ba người thanh niên. Cái này ba người xuất hiện cơ hồ là không tiếng động. Thanh niên ánh mắt là trống rỗng và lạnh như băng. Nhưng là sát chủ lại có thể từ nơi này trên thân ba người cảm thấy một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì? Cái này ba người đều đang là hư vương cảnh cường giả. Càng là mấu chốt là, cái này trên thân ba người dũng động hơi thở thuộc tính, hoàn toàn không cùng. Trên người một người tràn ra vô số điện hồ. Một người quanh thân hiện lên từng cơn khí lạnh. Người cuối cùng lòng bàn tay lại là quấn vòng quanh một đoàn ngọn lửa. Băng, sấm, lửa. Cái này ba người cho hắn cảm giác giống như là một người, nhưng là nắm giữ ba loại không cùng thuộc tính lực lượng. Nếu như cái này ba người đối với hắn ra tay, kết hợp với trận pháp, hắn có thể ba chiêu dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ đây chính là đạo tông cho tới nay bí mật? Sửa đổi thiên tài tu luyện giả. Vậy ba người đi tới đạo tông tông chủ trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. Đạo tông tông chủ gật đầu một cái, ánh mắt có nhiều thú vị nhìn về phía sát chủ, nếu như hơn nữa cái này ba người coi như là ta đạo tông một trong những lá bài tẩy, ngươi nhưng có phần thắng. Sát chủ chợt gật đầu, đại nhân, có. Đạo tông tông chủ rất là hài lòng, lại là ngồi về trên đài linh ghế trên, nếu ngươi có phần thắng, vậy hãy để cho ta thấy được ngươi trung thành, đem máu tươi sử dụng tại ta, là ta nô bộc. Sát chủ nghe được câu nói sau cùng, sắc mặt đại biến. Sử dụng máu tươi, là hắn nô bộc. Hắn đường đường sát lục chi địa vương làm sao có thể bị người khác khống chế. Đại nhân, ngươi như vậy có thể hay không qua, ta là tới tìm cầu đồng minh, mà không phải là thành là đầy tớ của ngươi. Nếu quả thật muốn như vậy, ta chỉ có thể cáo từ. Sát chủ mới vừa muốn rời đi, nhưng là phát hiện vậy ba người thanh niên đã chặn đường đi của hắn lại. Lạnh như băng uy áp phóng thích mở. Cơ hồ để cho hắn nghẹt thở. Một cổ tới từ nội tâm sợ hãi đột nhiên xuất hiện. Đại nhân, người đây là ý gì? Sát chủ xoay người, lạnh lùng nói. Đạo tông tông chủ đứng lên, có nhiều thú vị nói, bất kỳ biết ta đạo tông người bí mật, cũng không có lựa chọn, người cũng giống như vậy. Dĩ nhiên, người nếu như muốn phản kháng, cũng có thể, liền xem cái này ba người có đáp ứng hay không. Sát chủ sắc mặt tái nhợt. Hắn giờ phút này đích xác không có lựa chọn. Lúc ấy thì không nên tới đạo tông. Ở nơi này ba cái con rối vậy cường giả trước mặt, hắn chỉ có thần phục. Một giây kế tiếp, hắn chỉ có thể bước ra một giọt máu tươi, đạo tông tông chủ năm ngón tay khép lại, ngay tức thì hút vào đến lòng bàn tay. Rất tốt, nếu hết thảy chắc chắn, vậy ngươi liền mang theo cái này ba tự mình đi một chỗ, cũng nên đem một vài rác dưới thanh trừ một chút. Đại nhân, vậy Diệp Thí Thiên và Đoạn Hoài An tung tích. Đạo tông tông chủ con ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, cái này hai người đang giúp lại Thanh Huyền đỉnh, bọn họ thật lấy là chết đi Lâm Thanh Huyền có thể che chở bọn họ. Buồn cười. Ở ngươi trước khi tới ta đã vận dụng thuật pháp biết được liền Đoạn Hoài An tung tích, coi như Diệp Thí Thiên phá ta ở Đoạn Hoài An đan điền thượng cổ tà thuật như thế nào. Hắn căn bản không biết, thượng cổ tà thuật bị phá. Còn có một đạo lực lượng có thể lưu lại một ngày thời gian. Lực lượng này đủ để hủy diệt bọn họ hết thảy. Đạo tông tông chủ lạnh lùng cười lên. Hắn vốn không muốn vận dụng ẩn núp trong bóng tối lực lượng, nhưng là lá phệ thiên hòa Đoạn Hoài An tồn tại đã uy hiếp đạo tông khí vận. Bất kể như thế nào, hai người phải chết.
Bất quá bây giờ hắn duy nhất nghi ngờ chính là Diệp Thí Thiên làm sao sẽ cùng Y Thần Môn Đoạn Hoài An kéo chung một chỗ. Đoạn Hoài An dưới gối không con, hai người họ vậy không giống nhau, hẳn không có liên hệ máu mủ. Còn như thầy trò, càng không thể nào. Y Thần Môn loại rác dưới này tông môn không thể có thể bồi dưỡng được Diệp Thí Thiên loại thiên tài này. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu, hai cái người sắp chết quan hệ căn bản không trọng yếu. Đại nhân, lúc nào động thủ? Sát chủ hỏi. Đạo tông tông chủ con ngươi híp lại, Thanh Huyền đỉnh cũng không đơn giản, trừ Đoạn Hoài An trở ra, còn có một vị Thanh Huyền đỉnh lão tổ, không thể coi thường. Vì phòng ngừa một ít tình huống đặc biệt phát sinh, ta biết nhúc nhích dùng một ít thủ đoạn cây mở vị này Thanh Huyền đỉnh lão tổ, đến lúc đó chính là thời cơ xuất thủ. Sát chủ con ngươi bắn ra lau một cái kiên quyết, đại nhân, ta nhất định may mắn không làm nhục mệnh. Dứt lời, bốn đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất. Một ngày thời gian, Diệp Thần đều ở đây luân hồi mộ địa trung độ qua. Phòng cửa đóng kín. Hắn không biết bị bao nhiêu lần tổn thương, cũng không biết bao nhiêu lần bị Lâm Thanh Huyền cứu tỉnh. Chỉ có sống chết bây giờ, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay một ít thứ. Hắn đại khái nắm trong tay mượn thế chư thần phá. Vốn cho là mượn thế không cần tự thân quá nhiều lực lượng. Lại không nghĩ rằng mượn thế chư thần phá đối với đan điền hao tổn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không có Lâm Thanh Huyền thuật pháp, hắn miễn cưỡng chỉ có thể thi triển một lần. Cố nhiên mượn thế chư thần phá đối với thân thể yêu cầu cực lớn, nhưng là dưới mắt nhưng đủ để thành là Diệp Thần một đạo lá bài tẩy. Chí ít có thể mượn này đối kháng phản hư cảnh trên cường giả. Thậm chí và vậy hoa bà cuộc chiến sinh tử cũng có mấy phần chắc chắn. Cho đến cửa phòng bị gõ, Diệp Thần mới từ luân hồi mộ địa trong đi ra, hắn linh thức bao trùm mở, tự nhiên biết là ai. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, cửa mở ra. Tiểu thần tử, người cuối cùng trở về. Nói về, người có hay không muốn bổn cô nương? Tôn Di trong mắt mang một nụ cười châm biếm và kích động, đứng ở cửa, có nhiều thú vị nói. Diệp Thần đứng lên, một giây kế tiếp, chính là phát hiện cửa Tôn Di đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất hiển nhiên, hắn ban đầu giao cho Tôn Di thân pháp, tu luyện đã đại thành. Tôn Di tốc độ bây giờ, ở Côn Lôn Hư, nhập thánh cảnh dưới cường giả, cũng không thể đụng phải Tôn Di áo quần. Chỉ cần tu vi tăng lên nữa một ít, dù là thánh vương cảnh cũng không khả năng làm khó Tôn Di. Đây cũng là hắn ban đầu để cho Tôn Di đặc biệt tu luyện thân pháp nguyên nhân. Tôn Di nhẹ nhàng giật mình, cánh tay chính là còn quấn Diệp Thần cổ. Hai chân thon dài lại là bàn lượn quanh ở Diệp Thần thắt lưng. Rất là mập mờ. Bốn phiến bờ môi hòa vào nhau, ướt át linh hoạt. Tiểu thần tử, nhiều ngày như vậy, người có hay không muốn ta qua? Tôn Di trong mắt như nước nói, bất quá cái này Thanh Huyền đỉnh thật rất nhàm chán, còn không bằng hoa hạ tới ý nghĩa, mấu chốt ta chỉ có thể ở Thanh Huyền đỉnh trận pháp phạm vi trong, quá mức không thú vị, ta nhiều lần dự định xuống núi xem. Đều bị người khác ngăn cản, người lúc nào mang ta đi ra ngoài xem nhìn thôi. Diệp Thần gật đầu một cái, đem Tôn Di ôm vào trong ngực, được, chờ ta xử lý xong sự việc liền mang ngươi đi ra ngoài xem. Tôn Di rất là thỏa mãn, tay thanh tú không ngừng ở Diệp Thần trên mình đòi lấy, bất quá rất nhanh nàng liền ngừng tay lại, hiếu kỳ nói, đúng rồi, tại sao không gặp Ngụy Dĩnh và ngươi cùng nhau trở về. Ngụy Dĩnh, Diệp Thần trong mắt co rúm một cái. Kinh ngạc nói, nàng không phải là cùng ngươi cùng nhau ở Thanh Huyền đỉnh sao? Tôn Di đột nhiên đứng dậy, trong mắt rất là nghi ngờ, ban đầu ngươi rời đi Thanh Huyền đỉnh không bao lâu, nàng liền trình ngươi một khối ngọc bội, rời đi Thanh Huyền đỉnh, nói là nhận được tin nhắn của ngươi đưa một kiểu đồ xuống núi cho ngươi. Ngươi không tin, có thể đi tìm vậy Thanh Huyền đỉnh lão tổ, ngọc bội kia vẫn còn ở trên người hắn đây. Nghe được mấy câu nói này, Diệp Thần trong lòng lộp bộp một chút. Ngụy Dĩnh tính cách tự nhiên không thể nào làm ra loại chuyện này, duy nhất có thể chính là nàng trong cơ thể sát huyết hàn thể. Chẳng lẽ tiến vào Côn Lôn Hư sau đó, Phách Huyền Thạch đã không cách nào trấn áp sát huyết hàn thể? Sát huyết hàn thể bản thân chính là Côn Lôn Hư thập đại ách thể một trong. Hung ác thân thể, là linh khí mà sống. Nguyên bản ở Hoa Hạ, sát huyết hàn thể mạnh mẽ còn không cách nào thể hiện, nhưng là ở Côn Lôn Hư, sẽ đem hoàn toàn bùng nổ. Hắn vốn cho là mấy ngày thời gian,
sát huyết hàn thể sẽ không ở Ngụy Dĩnh trên mình xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp sát huyết hàn thể. Hơn nữa vô cùng có thể, ở Ngụy Dĩnh tiến vào Côn Lôn hư sau đó, sát huyết hàn thể đã chiếm cứ chủ đạo địa vị. Dù là phách huyền thạch cũng không cách nào trấn áp. Đáng chết. Tôn Di, Ngụy Dĩnh trước khi rời đi, người có cảm giác hay không đến cái gì khác thường? Diệp Thần nhíu mày nói. Ngụy Dĩnh thâm tư mấy giây, trả lời, khác thường tựa hồ cũng không có, bất quá lúc ấy ta là người cầu xin một cái bình an phù, để cho nàng chuyển giao cho ngươi, chạm được tay nàng thời điểm, ta phát hiện rất lạnh, giống như cục băng vậy, ta lúc ấy còn hỏi nàng có phải là bị bệnh hay không. Nàng liền cười cười, không có nói gì. Diệp Thần trong lòng đã hoàn toàn chắc chắn. Hắn không do dự nữa, liền vội vàng đứng lên đi Ngụy Dĩnh trước khi gian phòng. Lấy ra như nhau Ngụy Dĩnh thiếp thân vật. Ngụy Dĩnh tu vi so hắn thấp không thiếu, hẳn có thể truy tìm đến một ít tin tức. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, sau đó nhẹ nhàng ở trong không khí múa, một đạo linh phù trực tiếp vẽ ra. Trước mặt hắn trong không khí ngay tức thì xuất hiện một bản quỷ dị phù văn. Hắn buông tay ra, thiếp thân vật trôi lơ lửng, dán chặt phù văn kia. Diệp Thần trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, hàng bản lưu mạt, mà sống vạn vật. Thanh người chọc chi nguyên, động người yên tĩnh chi cơ. Khám phá sức sống, ngàn dặm tìm người. Theo Diệp Thần ngữ tốc càng lúc càng nhanh, vậy trước mặt phù văn và muốn lại trôi lơ lửng. Một giây kế tiếp, trực tiếp cháy. Ngọn lửa là màu xanh, thậm chí hình thành một đạo cổ quái hình dáng. Chính là bây giờ. Diệp Thần cắn bể ngón tay, chợt bắn ra một đạo máu tươi. Làm máu tươi đánh tới trên ngọn lửa, ánh lửa đại tác. Không trung lại tạo thành tới một bức họa mặt. Tựa như máy chiếu hình vậy. Ngụy Dĩnh đang đứng ở một nơi trung ương đại điện rất là cổ quái, bởi vì chung quanh hết thảy đều là hàn băng đúc thành. Cực kỳ giá rét, chung quanh hết thảy giống như thượng đế hài lòng nhất kiệt tác. Thậm chí Diệp Thần không khỏi không thừa nhận, cái này băng cung giống vậy tồn tại rất thích hợp Ngụy Dĩnh sát huyết hàn thể. Băng cung bên trong, không dứt Ngụy Dĩnh một người, chung quanh nàng vẫn còn có mười mấy vị ông già. Giờ phút này mười mấy vị ông già lại đồng loạt hướng về phía Ngụy Dĩnh quỳ xuống. Rất là cung kính. Mà Ngụy Dĩnh băng hàn ánh mắt nhưng là bắn về phía băng cung phía trên nhất một cái đầu phát bàn khởi cô gái. Vô cùng cái lãnh ý. Cô gái ngồi ở một tòa băng ghế trên, tựa như ngai vàng, diễn cảm nghiêm túc, không giận tự uy. Ngụy Dĩnh, người sát huyết hàn thể trời xanh chính là ta tuyệt hàn tông mà sống, chỉ cần ngươi gật đầu. Ta liền có thể cho ngươi cao nhất tài nguyên. Cô gái trên cao nhìn xuống nói. Ngụy Dĩnh trong mắt không có chút ba động nào, từng bước một hướng cô gái đi, ước chừng 10 bước mới hoàn toàn dừng lại. Nàng ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói, ta không muốn tài nguyên, ta chỉ cần ngươi chỗ ngồi. Cô gái diễn cảm cứng lại, người bình thường rình rập nàng vị trí, nàng tất nhiên giận dữ, nhưng là giờ phút này, nàng nhưng tới một chút hứng thú, đứng lên, mở miệng nói, ngươi muốn vị trí này. Ta dĩ nhiên nguyện ý chắp tay muốn cho, ta chỉ có một yêu cầu, người đại biểu chúng ta tuyệt hàn tông tham gia không lâu sau Côn Lôn hư tông môn thiên tài cuộc chiến, lần này không biết Kỳ Tư Thanh phải chăng sẽ tham gia, nhưng là bất kể nàng nhân sâm không tham gia thi đấu, ta đều phải ngươi bắt lại thứ nhất. Trước lúc này, ta nguyện ý cho ngươi hết thảy tài nguyên, giúp ngươi đột phá. Ngụy Dĩnh cười lạnh một tiếng, từng bước một bước lên vậy băng thạch điêu khắc ngai vàng. Bỏ mặc cô gái phản ứng, trực tiếp ngồi xuống. Nàng trong mắt run lên, nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt nói, mặc dù không biết Kỳ Tư Thanh là ai, nhưng là bất kỳ ngăn ở ta người trước mặt, ta cũng biết thanh trừ, cái đó thứ nhất, ta muốn, vị này tử, ta cũng muốn. Hình ảnh hoàn toàn biến mất. Diệp Thần còn muốn tra xem đã không thể nào. Hắn căn bản không nghĩ tới Ngụy Dĩnh lại có thể sẽ đi cái gì tuyệt hàn tông. Hơn nữa xem bộ dáng của đối phương, không giống như là Ngụy Dĩnh bị sát huyết hàn thể thao không ý thức. Loại cảm giác này càng giống như là Ngụy Dĩnh chủ động như vậy. Mấu chốt Ngụy Dĩnh tại sao phải chen vào Côn Lôn hư thiên tài cuộc chiến? Thì tại sao nhất định phải nắm trong tay tuyệt hàn tông? Ngay tại Diệp Thần trao mày thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm nhưng là vang lên, sát huyết hàn thể vốn cũng không nên trói buộc. Nàng chính là trời sinh là băng hàn ý mà sống,
càng là tu luyện mà sống, từ thời đại thượng cổ bắt đầu, bất kỳ sát huyết hàn thể cũng trải qua hết thảy trước mắt. Bây giờ nhìn lại, hẳn là vậy bản thể và sát huyết hàn thể hình thành nào đó khế ước. Khế ước sẽ không ảnh hưởng với nhau sinh hoạt, lại có thể để cho bản thể và sát huyết hàn thể cũng đạt tới mình mục đích. Diệp Thần xoay người, tự nhiên phát hiện vậy luân hồi mộ địa thiếu nữ áo đỏ lại xuất hiện. Mấu chốt đối phương tại sao có thể tùy ý ra vào. Thiếu nữ áo đỏ nằm ở Ngụy Dĩnh trên giường, hai tay nâng đầu, gõ hai chân, rất là thích ý. Nàng chóp mũi hơi một ngửi, tiếp tục nói, sát huyết hàn thể không phải một loại bệnh, càng không phải là tai nạn, ngược lại nàng đối với người tu luyện mà nói chính là trời lớn cơ duyên, mỗi một cái thời đại sát huyết hàn thể đều có đầy đủ tiếng nói quyền. Ta từ trong hình có thể thấy được cái này kêu Ngụy Dĩnh cô gái rất vùng vẫy, lại khát vọng cái gì, nàng cần một đạo lực lượng, mà Tuyệt Hàn Tông chính là cái này thời cơ. Hơn nữa, cái cô gái này là ta gặp qua thích hợp nhất sát huyết hàn thể tồn tại. Diệp Thần ánh mắt bắn về phía thiếu nữ áo đỏ, chất vấn, người tại sao biết như thế rõ ràng. Cô gái đầu đỏ từ trên giường ngồi dậy, vươn người một cái, ngực đầy đặn câu nhân tâm huyền, bởi vì ta và nàng là một loại người, ở thời đại thượng cổ, ta cũng từng bị vậy nghi hoặc hành hạ, nàng trải qua ta đều biết. Nha, đúng rồi, ta là thập đại ách thể trung thiên tuyệt hàn thể. Mặc dù đều là hàn thể, nhưng là hai người chúng ta lại có rất lớn khác biệt. Ta phải chịu thống khổ so nàng nhiều hơn. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới đối phương lại là thiên tuyệt hàn thể. Thiên tuyệt hàn thể người, ở băng hàn thuộc tính trên, kém hơn Ngụy Dĩnh sát huyết hàn thể, nhưng có thể dung hợp người khác một số lực lượng. Diệp Thần mới vừa muốn hỏi cái gì, thiếu nữ áo đỏ chính là đi tới Diệp Thần bên người, nhàn nhạt nói, ta lần này đi ra, không phải là cùng ngươi thảo luận chuyện này, mà là một chuyện khác. Cái gì? Thiếu nữ áo đỏ đi tới bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía Thanh Huyền đỉnh cách đó không xa một tòa đỉnh núi, lời nói ra kinh người nói, có người ở phía xa thông qua bí pháp xem xét nơi này, những người này trên mình mang sát cơ lạnh như băng, rất hiển nhiên, ngươi là con mồi của bọn họ. Hơn nữa, chỉ có bốn người, mỗi một cái nhưng đều ở đây hư vương cảnh trên, trong đó ba người thực lực có chút cổ quái, ta không nói được, nhưng là tuyệt đối khó đối phó, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Thanh Huyền đỉnh bên ngoài trận pháp đã có chút vấn đề, nếu như bốn người kia muốn, nói không chừng có thủ đoạn có thể phá vỡ, đến lúc đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói xong, thiếu nữ áo đỏ chính là hoàn toàn biến mất. Nàng đã hoàn toàn đón nhận Diệp Thần là luân hồi mộ chủ kết quả. Nếu Lâm Thanh Huyền cũng khẳng định, vậy Diệp Thần còn sống, đối với cái bí mật kia rất mấu chốt. Nói không chừng thật là bọn họ trăm người người xoay mình. Diệp Thần ánh mắt theo ngoài cửa sổ bắn tới, cách nhau một tòa đỉnh núi hắn tự nhiên không phát hiện được xa xa nguy cơ. Cũng chỉ có luân hồi mộ địa đại năng mới đủ tư cách. Mấu chốt làm sao có thể sẽ có người biết hắn ở Thanh Huyền đỉnh. Hơn nữa nhìn dáng dấp, đối phương là ăn chắc mình. Bốn cái hư vương cảnh cường giả. Ra tay thật lớn, vậy tông môn tuyệt đối không có cái này tư cách. Mấu chốt trong đó ba người liền thiếu nữ áo đỏ cũng kiêng kỵ, tuyệt không bình thường. Bất kể như thế nào, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không để cho loại này uy hiếp chỉ như vậy tồn tại. Thanh Huyền đỉnh coi như là hắn bây giờ đại bản doanh, tôn di, phụ mẫu, sư phụ đều ở chỗ này. Nếu như cái này bốn người muốn nhằm vào toàn bộ Thanh Huyền đỉnh, người bên cạnh hắn thì biết vùi lấp trong thủy sinh nóng như lửa bên trong. Không nghĩ nhiều nữa. Diệp Thần trực tiếp hướng cái hướng kia đi. Bốn cái hư vương cảnh, hắn dĩ nhiên là không địch lại, nhưng là thăm dò một chút lai lịch của đối phương hay là làm đến. Dẫu sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đêm đã khuya, một phiến đống lửa cháy, vô cùng chói mắt. Bốn đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, ngọn lửa đổ ánh bọn họ gương mặt. Một người trong đó dĩ nhiên là sát chủ, mà đỉnh đầu bọn họ nhưng là lơ lửng một đoàn hắc phụ. Cái này hắc phụ là đạo tông tông chủ lưu cho bọn hắn một đạo thượng cổ tà thuật. Chí ít có thể ở ngoài ngàn dặm xem xét Thanh Huyền đỉnh cửa ra vào hết thảy. Đột nhiên, một cái đạo tông thanh niên trong mắt mở ra, vẻ lạnh như băng thoáng qua, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vậy một đoàn hắc phụ, mở miệng nói có người đi ra, tựa hồ là một người thanh niên, tu vi không cao. Sát chủ mở mắt ra, nhìn lướt qua hắc phụ,
tự nhiên không nhìn ra manh mối gì, liền nói, cái này Thanh Huyền đỉnh trong có người đi ra rất bình thường, mới vừa liền có mấy cái Thanh Huyền đỉnh đệ tử xuống núi, đáng tiếc vậy mấy người đệ tử giữ miệng giữ mồm, thà tự bảo cũng không nguyện ý tiết lộ bên trong tin tức. Ngươi liền đừng nhất kinh nhất xạ, nghỉ ngơi cho khỏe, cùng tông chủ cầm Thanh Huyền đỉnh lão tổ cây đi, động thủ nữa cũng không muộn, chúng ta mục tiêu là Diệp Thí Thiên và Đoạn Hoài An. Sát chủ nói mấy câu, liền lại nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng là hắn mới vừa nhắm mắt lại, lần này, bên người hắn ba người nhưng là đột nhiên đứng lên. Trên mình khí tức lạnh như băng không ngừng bắn ra. Các ngươi thì thế nào? Sát chủ coi như là phục cái này ba người, cũng không biết đạo tông tông chủ đối với cái này ba người làm cái gì, luôn cảm giác cái này ba người đối ngoại giới hết thảy nhạy cảm đến mức tận cùng, nhất kinh nhất xạ. Ba người cũng không để ý tới sát chủ, trường kiếm sau lưng trực tiếp rút ra, còn người lại là hướng một phương hướng bắn tới. Là máu, cuồng bạo. Người thanh niên kia đang hướng chúng ta bên này cướp tới. Tông chủ thượng cổ tà thuật lại có thể bị phát hiện. Như vậy một câu nói lại để cho không khí động lại. Bởi vì, dưới mắt có thể phá hư đạo tông tông chủ thượng cổ tà thuật chỉ có một người. Diệp Thí Thiên. Sát chủ và còn lại ba vị đạo tông cường giả vốn cho là Diệp Thí Thiên và Đoạn Hoài An đã vững vàng đương đương trở thành con mồi của bọn họ. Để cho bọn họ tận tình hưởng dụng. Một khi Thanh Huyền đỉnh lão tổ bị tông chủ cây mở, đó chính là bọn họ tú sa thịnh yến. Nhưng là bây giờ xuất hiện bất ngờ nhưng là phá vỡ bọn họ trận cước. Diệp Thí Thiên lại có thể phát hiện bọn họ. Bọn hắn bây giờ lại trở thành con mồi. Sát chủ nhìn về phía ngoài ra ba vị ý định giết người bùng nổ đạo tông cường giả, mở miệng nói các ngươi chắc chắn liền Diệp Thí Thiên một người. Nếu hắn phát hiện chúng ta, Đoạn Hoài An và Thanh Huyền đỉnh lão tổ đều có thể xuất hiện. Liền một mình hắn, còn nữa, hắn hơi thở hoàn toàn biến mất, ta không cảm giác được. Mọi người cẩn thận. Giờ khắc này, tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc đến mức tận cùng. Mà lúc này Diệp Thần đang đứng ở một viên trên cây lớn, và sát chủ các người khoảng cách mấy trăm mét. Vô số cành lá chặn lại hắn tầm mắt, đồng thời mặt ngoài thân thể du động một đạo ánh sáng màu vàng. Hoàn toàn che đậy hơi thở. Hắn tự nhiên chú ý tới cái này bốn người, sát chủ hắn ngược lại liền hiểu rõ, nhưng là ngoài ra ba người nhưng là không biết lai lịch. Và sát chủ so sánh, vậy ba người tồn tại tựa như càng cái sức uy hiếp. Thậm chí hắn bổn mạng linh phù truyền tới một hồi dị động. Chẳng lẽ cái này ba người, cũng là bước chân vào linh phù chi đạo? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Bị ngươi đã đoán đúng. Ngươi thật lấy là Côn Lôn hư chỉ có ngươi một người có bổn mãng linh phù. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở hắn bên người vang lên. Chính là thiếu nữ áo đỏ Mạc Ngưng Nhi. Thời khắc này Mạc Ngưng Nhi ngồi ở càng chỗ cao cành khô trên, hai chân thon dài hơi đung đưa. Bất quá khoảng cách như vậy, ta đây là phát hiện một chút không phải đồ, cái này ba người bổn mãng linh phù không phải mình ngưng tụ lĩnh ngộ, mà là bị cưỡng ép cộng vào. Diệp Thần nghe được câu này, con người có giúp một cái, cưỡng ép cộng vào. Làm sao có thể? Mạc Ngưng Nhi cánh tay chống một cái, đi tới Diệp Thần bên người, hai tay ôm ngực, cái này ba người bổn mạng linh phù thuộc tính theo thứ tự là băng, sấm, lửa. Cái này ở Côn Lôn hư không tính là kỳ quái, nhưng là cái này ba người bổn mạng linh phù quá mức thuần túy, khác thường phải là yêu. Người không phát hiện bọn họ quanh thân hơi thở quá mức rõ ràng sao? Bổn mạng linh phù giống vậy trạng thái cũng ẩn giấu, cho nên ta mới như suy đoán này, xem ra người sau lưng bọn họ thủ đoạn thông thiên đâu, mộ chủ, người phải cẩn thận. Diệp Thần nghe xong con người híp lại, hiếu kỳ nói, ta bây giờ thực lực đối kháng cái này bốn người, có mấy phần thắng. Mạc Ngưng Nhi nghe được câu này, liếc một cái Diệp Thần, khẩu khí ngươi cũng không nhỏ, nếu quả thật bàn về phần thắng, liền 10% cũng không có. Bất quá. Người muốn bắt lại cái này bốn người, cũng không phải không thể nào, ta nguyện ý giúp ngươi. Diệp Thần nghe được Mạc Ngưng Nhi những lời này, lộ ra vẻ vui mừng, Mạc Ngưng Nhi nhưng mà thượng cổ đại năng cấp bậc tồn tại, mặc dù và Đoạn Hoài An Lâm Thanh Huyền cường giả loại này không thể so sánh, nhưng là nói thế nào đi nữa cũng là thượng cổ cường giả à. Trước mắt cái này bốn chân người lấy càn quét. Mạc Ngưng Nhi nhìn ra Diệp Thần vui mừng, nhàn nhạt nói, mộ chủ, ta giúp ngươi. Sẽ hao tổn ta không ít lực lượng, giá phải trả rất lớn.
Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, cái này điều kiện và riêng ta có liên quan, dĩ nhiên, ngươi là luân hồi mộ chủ, ngươi nắm trong tay hết thảy, không đáp ứng cũng không sao. Diệp Thần nhìn lướt qua Mạc Ngưng Nhi, nhìn ra đối phương trong mắt kỳ vọng, vẫn là gật đầu nói cái gì điều kiện. Ta sẽ cân nhắc. Mạc Ngưng Nhi vậy xinh đẹp con ngươi hơi chớp động, lộ ra một đạo nụ cười, cùng cái này bốn người giải quyết, nói sau cũng không muộn, đi thôi, mộ chủ. Được, bất quá ngươi tạm thời không cần ra tay, ta vừa vặn thử một chút mới học mượn thế chư thần phá. Ta đạo là sát đạo, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho ta đột phá. Diệp Thần nói xong, không do dự nữa, tung người nhảy một cái, ở nhanh chóng rơi xuống đồng thời, đeo lên Diệp Thí Thiên mặt nạ. Cố nhiên cái này bốn người hẳn phải chết, nhưng là hắn không xác định cái này trên thân ba người có dạng gì thuật pháp. Không cách nào nữa chắc chắn người sau lưng trước, hắn sẽ không bại lộ thân phận. Mà Mạc Ngưng Nhi bóng người cũng là hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là tiến vào luân hồi mộ địa. Thời khắc này sát chủ và đạo tông còn lại ba vị cường giả nín thở ngưng thần. Tựa như đang đợi cái gì? Hắn tới. Một vòng thân che lấp lôi hồ đạo tông cường giả đột nhiên nói. Một giây kế tiếp, bốn chuôi binh khí trực tiếp sử dụng, tất cả mọi người ánh mắt hướng một phương hướng bắn tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ước chừng 10 giây sau đó, một cái mang mặt nạ thanh niên xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Chính là Diệp Thần. À, trùng hợp như vậy, các ngươi bốn người ở chỗ này chơi mạt trược. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Sát chủ thấy mang mặt nạ Diệp Thần xuất hiện, con người ngay tức thì ứ máu. Cực kỳ là máu. Hắn bản ở sát lục chi địa là vương, chính là cái này Diệp Thí Thiên một tay phá hủy hắn căn cơ. Như vậy cừu hận, không đội trời chung. Diệp Thí Thiên, ngươi lại còn dám xuất hiện, thật là to gan. Sát chủ phẫn nộ quát. Diệp Thần không để ý đến sát chủ, ánh mắt nhưng là rơi vào ngoài ra ba người trên mình, nhàn nhạt nói ta thật là tò mò. Các ngươi đứng sau lưng ai? Vậy ba người không trả lời dự định, ngược lại là sát chủ nhưng mở miệng nói, Diệp Thí Thiên, chính ngươi đắc tội với ai chẳng lẽ không rõ ràng? Nếu ngươi đưa tới cửa, chúng ta không cần cùng tông chủ cây mở thanh huyền đỉnh lão tổ, hôm nay, nơi này chính là ngươi và đoạn Hoài An đất chôn. Ba vị, nhanh lên vận dụng tông chủ lưu cho chúng ta thượng cổ tà thuật. Muôn ngàn lần không thể để cho thằng nhóc này chạy. Ba người gật đầu. Ngón tay bóp quyết, ba đạo tinh máu bước ra, ngay tức thì ở trên bầu trời hình thành một đạo phù văn màu đen. Cuồn cuộn hắc phụ lên, tựa như một bản ác ma mặt mũi, mắt nhìn xuống hết thảy. Diệp Thần lại là phát hiện chung quanh xanh thành từng cơn màu đen kết giới. Khí tức chung quanh vô cùng quen thuộc, và sư phụ Đoạn Hoài An trong cơ thể vậy đạo phong ấn đan điền thượng cổ tà thuật giống nhau như đúc. Đạo Tông, biết rõ hết thảy. Diệp Thần con ngươi ngay tức thì băng hàn, xem ra mình phá hư sư phụ đan điền thuật pháp, vậy đồng thời bại lộ hết thảy. Đạo Tông tông chủ cố nhiên cắn trả bị thương, nhưng hoàn toàn đốt hắn muốn đem mình chém giết sao sao. Mà đây bốn người chính là hắn đem hết thảy bóp chết ở trong nôi dựa vào. Chốc lát kết giới đã thành, tựa như lồng giam, Diệp Thần giống như là một đầu thú bị nhốt. Sát chủ khóe miệng hiện lên âm u nụ cười, Diệp Thí Thiên. Bây giờ ai cũng không giúp được ngươi, ta nghe nói ngươi thực lực cực kỳ nghịch thiên, hôm nay, liền để cho ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu không chịu nổi. Ngươi muốn ta tự mình giết ngươi, vẫn là chính ngươi quỳ xuống phế trừ tu vi. Sát chủ tự tin đến mức tận cùng, Diệp Thí Thiên coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là bọn họ bốn người đối thủ. Cái này hẳn phải chết không thể nghi ngờ cạm bẫy, hắn nhưng không chút do dự đạp đi vào. Quá mức buồn cười. Diệp Thần một bước ra, Trảm Long Vấn Thiên kiếm trực tiếp sử dụng, hắn đem chuyện mình trạng thái tăng lên tới đỉnh cấp, sau đó kiếm phong nhắm thẳng vào sát chủ, nhàn nhạt nói, nếu như ta không muốn chết đâu. Sát chủ cười lạnh một tiếng nói, không muốn chết, vậy cũng không thể do ngươi, yên tâm ta sẽ không để cho ngươi thống khoái như vậy chết đi, ta muốn bóp gãy ngươi mỗi một ngón tay, hủy diệt ngươi đan điền, để cho máu ngươi từng giọt khô khốc. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì mới thật sự là giết hại. Sabi, Diệp Thần chỉ riêng khạc ra hai chữ, nhưng là cái này hai chữ nhưng là để cho sát chủ thẹn quá thành giận đến mức tận cùng. Thằng nhóc này quá cuồng ngạo, phải cho hắn điểm màu sắc xem.
Sát chủ không do dự nữa, thân thể ngay tức thì tại chỗ biến mất, quanh thân cuộn sạch cường đại huyết khí. Đảo mắt bây giờ liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Vậy huyết kiếm trong tay không chút do dự từ trên trời hạ xuống. Chấn áp hết thảy. Diệp Thần thấy vậy hét lớn một tiếng, huyết long, đi ra, trong cơ thể huyết long trực tiếp lao ra trong cơ thể. Lộ ra nanh vuốt sắc bén trực tiếp quấn quanh ở chuôi này huyết kiếm. Tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Diệp Thần thân hình chớp mắt, chỉ riêng bước ra một bước, tránh kiếm ý. Đồng thời, mang theo linh khí chung quanh một kiếm thi triển ra. Huyền ý kiếm pháp. Kiếm pháp này là Lâm Thanh Huyền trước đây không lâu dạy hắn. Thần y chi đạo, kiếm pháp lại là một. Huyền ý kiếm pháp tốc độ chính là mau, tựa như ngân châm rời rạc lòng bàn tay. Nếu như phối hợp mượn thế chư thần phá, tuyệt đối có hiệu quả không tưởng được. Quanh thân kình khí cuồn cuộn, Diệp Thần hơi thở ngay tức thì mờ ảo, đồ dạo phố bót bót múa, huyền ý mười phần. Rầm rầm, một tiếng, kiếm quang biến dạng hết thảy trước mặt, tựa như một đạo thiên ngân, chiếm đoạt vạn vật. Thanh thúy nổ tung tiếng nhất thời vang lên. Huyết kiếm và Trảm Long vấn thiên kiếm kịch liệt va chạm. Sao hỏa lượn lờ. Sát chủ là huyết kiếm ý bị rất miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng là cố nhiên chặn lại mấy phần, Diệp Thần vẫn bị đẩy lui hết mấy bước. Thực lực chênh lệch quá mức to lớn. Ở sát chủ kinh ngạc bên trong, Diệp Thần cổ tay run một cái, lần nữa một kiếm đi. Thiên địa linh khí đồng loạt hội tụ ở Trảm Long vấn thiên kiếm bên trong. Một kiếm quỷ thần tránh. Cường đại kiếm thế bùng nổ, sát chủ con ngươi co rúm một cái, không dám khinh thị. Ở giữa thiên địa, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi một kích này như thế nào ngăn trở. Một tiếng gầm thét, sát chủ trực tiếp một kiếm chém ngang đi, cường đại đợt khí lăn lộn. Cây cối chung quanh toàn bộ bị tức sóng đánh gãy. Diệp Thần vội vàng đem Trảm Long vấn thiên kiếm ngăn trở ở trước người, cường đại lực phản chấn từ lòng bàn tay lan tràn đến ngũ tạng lục phủ. Hắn huyết khí dâng trào. Hai chân lại là vùi lấp xuống mặt đất mấy thước, thân thể bị rất miễn cưỡng đập lui. Sát chủ cười đắc ý, cái này Diệp Thí Thiên cũng không có trong tin đồn như vậy lợi hại. Thừa thắng truy kích, cái này buông cầm kiếm tay, một chưởng ầm ầm xuyên thấu kiếm hắn. Màu máu hư trưởng vô tình hướng Diệp Thần đi. Đồng thời, thân kiếm vỡ vụn, hóa là vô số nhọn vật, phụ ở màu máu hư trưởng trên, hung hãn hướng Diệp Thần đâm tới. Một kích này, hắn có đầy đủ tự tin. Đừng nói Diệp Thí Thiên, coi như thời kỳ toàn thịnh đoạn Hoài An vậy không nhất định có tư cách ngăn trở. Đụng! Diệp Thần mặt liền biến sắc. Thân thể chợt lui về phía sau một bước. Ngón tay bóp quyết, bước ra một giọt máu tươi. Trước mặt ngay tức thì hình thành một đạo bình phong che chở. Đồng thời, huyết long từ trên trời hạ xuống, ngăn trở hết thảy. Long ngâm vang khắp, màu máu hư trưởng cường thế đến mức tận cùng, Diệp Thần bình phong che chở tại chỗ vỡ vụn. Dù là huyết long vậy không ngăn cản được mấy phần. Mấy phiến huyết kiếm mảnh vỡ xuyên thấu tới, Diệp Thần miễn cưỡng né tránh, cánh tay và trên đùi nhưng là xuất hiện từng đạo vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Màu máu hư trưởng cũng là không chút do dự vỗ vào Diệp Thần trên mình, phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân thể đập gãy 5-6 cây cây lớn mới miễn cưỡng dừng lại. Thấy một màn này, sát chủ hăm hở, đối với sau lưng ba vị đạo tông cường giả nói, xem ra tông chủ là suy nghĩ nhiều, ta một người cũng đủ để chém chết Diệp Thí Thiên. Ta vốn cho là ngoại giới lời đồn đãi Diệp Thí Thiên có nghiêu bức giường nào, thật ra thì cũng không quá như vậy. Mạnh đi nữ yêu nghiệt. Ở ta sát chủ trước mặt, cũng là một tên phế vật. Nói xong, sát chủ từng bước hướng Diệp Thần đi. Hắn tay phải hướng phía trên một chảo, một chuôi dài chen trực tiếp cầm ở lòng bàn tay. Diệp Thí Thiên, ngươi có thể cảm thụ qua tuyệt vọng. Ngươi là Côn Lôn hư rất nhiều hơn tông môn ác mộng, mà ngày nay, ta là được là ngươi ác mộng. Ha ha ha! Không do dự nữa, sát chủ nắm chặt dài chen, sát khí ầm ầm bùng nổ. Hắn trên người tựa như hình thành một đạo màu máu khỉ khổng lồ chi ảnh. Hắn hiện nắm dài chen chính là hắn bổn mạng vũ khí, từ một đầu Côn Lôn hư yêu thú máu tươi luyện chế. Vô cùng cường đại. Hắn muốn Diệp Thí Thiên hoàn toàn yên lặng ở sợ hãi của hắn và dưới bóng mờ. Hắn muốn Diệp Thí Thiên rõ ràng cái gì mới là chênh lệch,
màu máu khỉ khổng lồ chi ảnh gầm thét, mang theo chèn ý biến dạng hết thảy. Thậm chí chung quanh hết thảy hóa là huyết vụ đầy trời. Thấy một màn này, Diệp Thần trong mắt co rúm lại. Huyết sắc kia khỉ khổng lồ chi ảnh cảm giác uy áp để cho người hô hấp đều biến thành sa cầu. Đây cũng là hư vương cảnh chân chính thực lực. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn trong lòng lại sinh ra khiếp ý. Đột nhiên, luân hồi mộ địa trong một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, có cần hay không ta ra tay. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng là kiên quyết trước, không cần. Sau đó, hắn không có né tránh, ngược lại một bước bước ra. Nhịp bước rất là kỳ quái. Khi khoảng cách sát chủ bất quá 10 mét lúc đó, bước chân đột nhiên dừng lại. Trong mắt nhắm lại, sát chủ ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu nổi Diệp Thí Thiên làm như vậy là tại sao. Buông tha, muốn chết sớm một chút. Ngay tại hắn nghi ngờ lúc đó, Diệp Thần trong mắt đột nhiên mở ra. Sắc bén từ trong đôi mắt bắn ra, để cho người sợ sợ hãi và thần phục. Đồng thời, một cổ thê lương cảm giác từ trên người hắn tản ra. Mặt đất lực lượng tựa như bị hoàn toàn hấp thu, trong không khí linh khí cũng bị điên cuồng ngưng tụ. Càng quỷ dị hơn là, sát chủ phát hiện hắn lực lượng tựa như bị điên cuồng hấp thu. Giống như, bị người khác vô tình rời đi. Đây là, hắn cảm giác được không đúng, muốn lấy lại cái này một chen, lại không nghĩ rằng, bên tai một đạo kinh thiên nộ hống nổ tung. Mượn thế chư thần phá. Oanh! Mượn thế chư thần phá lực lượng ở nào đó trong nháy mắt bùng nổ, cả không tựa như ngày tận thế. Mặt đất lại là xuất hiện từng đạo kinh thiên ngân hành động, lấy Diệp Thần làm trung tâm. Vậy vô cùng ưu việt màu máu khỉ khổng lồ chi ảnh ầm ầm tiêu tán. Lại là hóa là lấm tấm chui vào Diệp Thần thân thể. Sát chủ hoàn toàn bối rối. Hắn chí cường nhất kích lại có thể dễ như trở bàn tay bị phá. Làm sao có thể? Bằng vào một chiêu này, hắn không biết giết nhiều ít cường giả. Không người nào có thể ngăn trở. Nhưng là cái này Lá Phệ Thiên không có bất kỳ động thủ, chỉ bất quá khạc ra mấy chữ, là có thể mạnh như vậy thế. Hắn lại nhìn về phía cách đó không xa thanh niên, tựa như gặp quỷ vậy. Đối phương thậm chí lộ ra lau một cái nụ cười máu tanh, để cho trong lòng hắn căng thẳng. Hắn phát giác nguy cơ. Vội vàng hướng sau lưng ba người nói, còn không nhanh lên ra tay. Lời còn chưa nói hết, một cổ cực kỳ hoảng sợ lực lượng từ Diệp Thần trong thân thể bùng nổ. Vô biên đợt khí dạo dực chạy đi. Đụng! Sát chủ còn chưa đẩy ra, đợt khí liền xuyên thấu hắn thân thể, tại chỗ chính là khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể lại là không có dấu hiệu nào đụng bay ra ngoài, chật vật đến mức tận cùng. Ai có thể nghĩ tới một kích này, lại có như vậy hủy diệt lực lượng. Mấu chốt hắn còn phát hiện một kích này lực lượng và hắn lực lượng cơ hồ như nhau. Giống như đối phương thông qua nào đó thuật pháp phản xạ trở về vậy. Thế gian làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Hắn thân thể hung hãn đập vào đạo tông ba vị cường giả bên chân, toàn thân xương tựa như gãy lìa. Đau đớn không dứt, trong miệng lại là từng ngụm khạc máu tươi. Mà giờ khắc này Diệp Thần cũng không chịu nổi. Đây là hắn lần đầu tiên ở bên ngoài thi triển Lâm Thanh Huyền một chiêu này. Cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là đan điền chân khí cơ hồ không còn gì vô tồn. Không chỉ như vậy, hắn thân thể lại là truyền đến đùng đùng thanh âm, cánh tay cơ hồ tê liệt. Một kích này, cơ hồ vượt qua thân thể của hắn lớn nhất gánh vác. Cố nhiên như vậy, hắn vẫn là từng bước hướng sát chủ đi. Mang khí thế bằng bạc, cho người vô hình uy áp. Cái này làm cho sát chủ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bây giờ ai là con kiến hôi? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Lời nói vừa dứt, đạo tông ba vị cường giả nhưng là đứng ở sát chủ trước người. Sát chủ tựa như thấy được hy vọng, sợ hãi hoàn toàn tiêu tán, lại là nói, Diệp Thí Thiên, nếu như ta không đoán sai mới vừa rồi một kích này hẳn cơ hồ hao hết sạch ngươi thể năng toàn bộ chân khí. Bây giờ ngươi như thế nào động thủ? Ta không ngại nói cho ngươi, cái này tông trong ba người bất kỳ một người đều có thể so ta mạnh. Ha ha, hôm nay ta sát chủ không thể nào chết, chết vẫn là ngươi. Diệp Thần đột nhiên cười. Ánh mắt rơi vào vậy ba vị đạo tông cường giả trên mình. Ta cho các ngươi ba người một cái cơ hội, phế bỏ tu vi, quỳ xuống ta trước mặt, ta cân nhắc cho các ngươi một cái toàn thây.
Sát chủ và đạo tông ba người nghe được cái này không giải thích được tiếng nói, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Nhìn về phía Diệp Thần tựa như xem kẻ ngu vậy. Sát chủ thậm chí không nhịn được cười lớn, Diệp Thí Thiên, người mẹ hắn đầu óc có vấn đề đi. Ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ thế cuộc trước mắt? Đã như vậy, xin làm phiền ba vị bắt lại tên tiểu súc sinh này. Dù sao cũng không nên xem thường. Một tiếng, vậy đạo tông ba người tức tức hoàn toàn phóng thích. Mặt đất như băng, tựa như đóng băng ngàn dặm. Kết giới bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ. Hoa tuyết thậm chí bay xuống. Làm băng hàn ý chạy dài đến Diệp Thần cỡ đó, vô số nhũ băng từ mặt đất nhô lên. Qua lại ở Diệp Thần chung quanh, tựa như lồng giam đem Diệp Thần gắt gao giam cầm. Cùng trong chốc lát, ngoài ra hai vị đạo tông cường giả đột nhiên xuất thân. Một người quanh thân cuộn sạch từng cơn ngọn lửa, một kiếm phá không ra. Hướng Diệp Thần tim đâm tới. Mà một người khác trường kiếm chợt chỉ hướng thương khung, vô tận sấm sét điên cuồng đập rơi xuống. Mang theo cái này cuồng bạo sấm sét, một kiếm từ trên trời hạ xuống. Băng, sấm, lửa, ba loại không cùng thuộc tính lực lượng tựa như ba con cự thú, đoạn tuyệt Diệp Thần hết thảy sức sống. Ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là đắc tội đạo tông. Đạo tông từ thời đại thượng cổ bắt đầu, liền có Côn Lôn hư quyền phát biểu. Bất kỳ đắc tội người đều chết hết. Từng đạo thanh âm tựa như sấm ở Diệp Thần bên tai nổ vang. Sát chủ cũng là uống một viên đan dược đứng lên, nhìn Diệp Thần dáng vẻ chật vật, hắn âm u cười, Diệp Thí Thiên, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách sao? Hắn không tin. Ba loại lực lượng cũng không giết chết Diệp Thí Thiên. Mấu chốt Diệp Thí Thiên bây giờ căn bản không có còn sống quyền lợi. Cùng Diệp Thí Thiên vừa chết, bọn họ sẽ gặp phá vỡ Thanh Huyền Đỉnh trận pháp, đem Thanh Huyền Đỉnh tắm máu. Chém cỏ thì nhất định phải trừ tận gốc. Diệp Thần nhìn trước mặt ba người, không có chút nào nhiệt độ, tựa như không sợ sống chết. Đột nhiên, hắn con người bắn về phía sát chủ phương hướng. Lời nói ra kinh người nói, ta đương nhiên là có cái này tư cách. Bất quá, các ngươi chẳng lẽ không tò mò, ta tại sao dám một người tới sao? Nếu các ngươi là người sắp chết, ta không ngại nói cho các ngươi một cái bí mật. Ta căn bản không phải một người. Mạc Ngưng Nhi, tiếp theo liền giao cho ngươi. Chém chết cái này ba người, ngươi cái đó điều kiện, ta sẽ đáp ứng. Dứt lời, hết thảy yên tĩnh. Sát chủ con ngươi tựa như phóng đại. Nhìn chung quanh không có một bóng người. Hắn căn bản không tin Diệp Thần nói tiếng nói. Thượng cổ tà thuật trận pháp dưới, làm sao có thể có người lẫn vào trong đó? Coi như lẫn vào, bọn họ cũng sẽ thời gian đầu tiên phát hiện. Mắt xem băng lôi lửa ba đạo lực tính đem phải chiếm đoạt Diệp Thần, một đạo đỏ rực bóng người lại có thể thật vô căn cứ xuất hiện. Đó là một cô thiếu nữ tuyệt đẹp. Thiếu nữ trôi dạt, tựa như từ trên trời hạ xuống. Mũi chân trôi lơ lửng ở một thanh kiếm lên, hàn mâu nhìn lướt qua tất cả mọi người, không mang theo một chút tình cảm. Quanh thân của nàng hiện lên một đạo ánh sáng màu vàng, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ xuống nhân gian. Một màn này, để cho tất cả mọi người đều giật mình. Đạo tông ba người trống rỗng trong mắt bên trong lần đầu tiên xuất hiện kinh hãi. Sát chủ diễn cảm tốt hơn giống như động lại. Lại có thể thật sự có người tiến vào. Mặc dù là một người phụ nữ, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được cái này cô gái đồ đỏ khủng bố. Đạo tông ba người tỉnh hồn lại, biết rõ nữ nhân áo đỏ nguy cơ, vậy không do dự, lòng đất vô số nhũ băng đột nhiên tạo thành. Hóa thành từng cơn sao rơi hướng Mạc Ngưng Nhi đi. Đồng thời ngọn lửa tựa như một đầu thượng cổ hung thú, dương ra miệng to, hướng Mạc Ngưng Nhi chiếm đoạt. Bầu trời sấm sét vạn trượng. Hung hãn đập về phía Mạc Ngưng Nhi. Cái này ba người không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Ở bọn họ xem ra, người thiếu nữ này trình độ nguy hiểm vượt qua xa Diệp Thí Thiên. Mạc Ngưng Nhi nhìn lướt qua như bão táp mà đến ba đạo lực tính, cười lạnh một tiếng, loại rác dưới này thủ đoạn cũng dám ở ta trước mặt xấu hổ mất mặt. Nếu đã tới, ta liền để cho các ngươi cảm thụ cái gì mới là tới từ thượng cổ lực lượng. Mạc Ngưng Nhi trong trẻo lạnh lùng thanh âm tựa như sấm vang khắp. Nàng tay thanh tú nhẹ nhàng vung lên, vậy nguyên bản đóng băng ngàn dặm thế hoàn toàn hòa tan. Diệp Thần trên người trói buộc toàn bộ hóa là bụi bặm.
Đồng thời, cả vùng kịch liệt run rẩy, tựa như tùy thời có thể sụp đổ mở. Vậy hướng Mạc Ngưng Nhi cuốn tới vô số nhũ băng, sấm sét, thậm chí còn ngọn lửa, giống như hoàn toàn đóng lại. Cả thế giới tựa như ngừng. Sát chủ và còn lại đạo tông ba người hoàn toàn thấy đờ ra. Đây là cái gì thủ đoạn? Chưa bao giờ nghe à? Các ngươi rất giật mình. Mạc Ngưng Nhi lạnh nhạt nói. Càng giật mình còn ở phía sau đó. Băng hàn kiếm biển. Làm Mạc Ngưng Nhi nói tiếng nói hoàn toàn rơi xuống, yên tĩnh thế giới tựa như bị phá vỡ. Bầu trời tối xuống, đông nghịt một phiến. Bốn người vốn cho là đây là dị tượng, khi thấy rõ bóng tối nguồn, hô hấp đều tựa như đình trệ. Chỉ gặp vô số băng kiếm từ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống. Băng kiếm quá nhiều, rậm rạp chằng chịt một phiến. Che khuất bầu trời. Lạnh vô cùng nhiệt độ tựa như bao phủ đạo tông ba người. Bọn họ ngay cả động tư cách cũng không có. Rào 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 rào. Kịch liệt càng ngày càng gần, đạo tông ba người rất rõ ràng, nếu như không cách nào ngăn trở cái này băng hàn kiếm biển, bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bước ra máu tươi, trái tu vi chống cự. Vậy mang theo sấm sét đạo tông cường giả đột nhiên nói. Còn dư lại hai người bày mưu đặt kế, đồng loạt bước ra một giọt máu tươi. Ba đạo tinh máu ở giữa không trung va chạm, tu vi hoàn toàn cháy. Bọn họ sắc mặt tái nhợt. Đồng thời một đạo màu máu bình phong che chở bỗng nhiên tạo thành. Bình phong che chở trên lại có đạo tông phù văn cổ xưa. Mạc Ngưng Nhi nhìn trước mắt một màn, khinh thường nói, hừ. Loại rác dưới này thủ đoạn cũng muốn ngăn trở ta, phá cho ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.